Kính thưa các quý vị đại biểu và đại diện các doanh nghiệp có mặt ngày hôm nay, tiếp diễn chuỗi chương trình tư vấn cung cấp thông tin cho địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam về thị trường xuất nhập khẩu trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2021 của Bộ Công Thương nhằm cung cấp thông tin về thị trường Liên bang Nga và một số điều cần lưu ý về thị trường tiềm năng này. Cục xúc tiến thương mại phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức chương trình phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga. Đến dự phiên tư vấn hôm nay, ban tổ chức giới thiệu ông Trương Hoàng Minh, tham tán thương mại Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga. Ông Nguyễn Hồng Thành, lãnh sự trưởng chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Viễn Đông Liên bang Nga. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương. Ông Đỗ Quốc Việt, Chủ tịch Hội Người Việt tại Primary, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Port Franco 70. Ông Đàm Anh Tuấn, CEO Công ty Trách nhiệm hữu hạn RPK Volga, thành phố Kazan, vùng Privorsky. Ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Incentra. Ông Dương Chí Kiên, Chủ tịch Công ty Golden Edge Group. Cùng đại diện các vị khách quý, các cơ quan và doanh nghiệp. Mở đầu hội nghị, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu của Xúc tiến Thương mại sẽ có bài phát biểu dẫn đề. Xin kính mời bà. Kính thưa ông Dương Hoàng Minh, tham tán thương mại, trưởng thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga. Thưa ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga. Thưa ông Đỗ Quốc Việt, Chủ tịch Hội Người Việt tại Primary. Thưa toàn thể quý vị diễn giả, các chuyên gia tư vấn, quý vị đại biểu và các vị khách quý. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đại biểu đã dành thời gian tham dự sự kiện này của Cục Xúc tiến Thương mại và Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp đồng tổ chức. Đối với thị trường Nga, Việt Nam đang giữ vị trí số 1 trong số các quốc gia khu vực Đông Nam Á về kim ngạch thương mại với Nga. Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang Nga chủ yếu là các mặt hàng thủy sản, cà phê, điều, trái cây, chè, gỗ, gạo. Việt Nam nhập khẩu từ Nga chủ yếu thủy sản, lúa mì, phân bón, gỗ và gần đây là các sản phẩm từ thịt và sữa. Hiện nay, thị trường Nga vẫn còn rất nhiều cơ hội bỏ ngỏ cho các doanh nghiệp Việt Nam khai thác, nhất là trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm, hàng dệt may, vân vân. Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu về thị trường Nga còn hạn chế. Việc thiếu thông tin về thị trường, đặc biệt là những cơ hội thị trường mới nổi và chưa nắm rõ các quy định điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa với Nga, cộng thêm chi phí logistics đối với hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Nga thời gian qua tăng mạnh, cũng khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam thì chưa tận dụng được tối đa những cái ưu đãi của Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Kinh tế Á Âu EIU có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10 năm 2016 để phát triển mở rộng kinh doanh với thị trường Nga. Chính vì vậy, tại phiên tư vấn ngày hôm nay, do Cục Xúc tiến Thương mại và Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp đồng tổ chức, tôi rất là mong Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga, các hiệp hội doanh nghiệp, hội người Việt tại Nga cùng đại diện các chuyên gia tư vấn, diễn giả đến từ các doanh nghiệp đã có nhiều trải nghiệm kinh doanh tại Nga sẽ chia sẻ tới các đại biểu là các cơ quan doanh nghiệp của Việt Nam tham dự sự kiện những thông tin cập nhật về tình hình thị trường Nga, gợi mở những cơ hội kinh doanh triển vọng cho các doanh nghiệp Việt Nam, phổ biến thông tin, tư vấn áp dụng các quy định yêu cầu của thị trường Nga đối với một số chủng loại hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam, từ đó giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam có định hướng, kế hoạch và biện pháp phát triển kinh doanh phù hợp, hiệu quả với thị trường Nga trong thời gian tới. Ban tổ chức hy vọng các doanh nghiệp Việt Nam tham dự chương trình sẽ tận dụng tốt thời gian phiên tư vấn hôm nay để nắm bắt thông tin và tìm kiếm những lời khuyên, những tư vấn giá trị từ các đại biểu, các diễn giả, các chuyên gia của chương trình giúp ích cho hoạt động kinh doanh của mình. Về phía Cục Xúc tiến Thương mại sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp thực hiện những biện pháp xúc tiến ngày càng hiệu quả với thị trường Nga. Trước khi dừng lời tại đây, tôi xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, các vị diễn giả, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia phiên tư vấn sức khỏe, hạnh phúc và an toàn vượt qua đại dịch. Chúc phiên tư vấn xuất khẩu sang thị trường Nga của chúng ta sẽ diễn ra thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Thu Thủy. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời
ông Dương Hoàng Minh, tham tán thương mại, thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ có phần trình bày về tổng quan thị trường Liên bang Nga. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Kính thưa chị Nguyễn Thị Thu Thủy, đại diện cho Cục Xúc tiến Thương mại. Kính thưa anh Lê Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga và các anh diễn giả. Kính thưa quý vị đại biểu, thì trước hết tôi thay mặt cho Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga cũng như chi nhánh thương vụ tại Vladivostok xin trân trọng cảm ơn Cục Xúc tiến Thương mại đã tổ chức và mời chúng tôi cùng phối hợp tham dự và chia sẻ tại phiên tư vấn về thị trường Liên bang Nga ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Lê Trường Sơn, anh Dương Trí Kiên, anh Đỗ Quốc Việt, anh Đàm Anh Tuấn đã cùng chúng tôi tham gia trao đổi các doanh nghiệp trong nước về một số những vấn đề liên quan tới thị trường, việc xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Nga cũng như về thị trường Nga. Thì thưa quý vị đại biểu, Liên bang Nga là quốc gia rộng lớn nhất thế giới. Hiện nay chúng tôi đang ngồi đây Moscow là 10 giờ sáng, thì chỗ anh Việt và anh Thành ở Vladivostok là 5 giờ chiều. Mà có nơi còn đã đến 7 giờ tối rồi cơ. Thì có thể nói đây là quốc gia rất là rộng, có dân số 146 triệu người. GDP năm 2021 là 1,7 nghìn tỷ đô la. Kim ngạch ngoại thương năm 2020 đạt 568 tỷ USD, trong đó nhập khẩu đạt 231 tỷ USD. Dự kiến năm nay, tức là năm 2021 thì kim ngạch xuất nhập khẩu của Nga đạt 720 tỷ USD. Tăng khoảng 28% so với năm 2020, trong đó kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 280 tỷ USD, tăng khoảng 21%. Nga là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất tại Đông Âu. Trong năm 2020 thì kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật đạt 7 tỷ đô la, từ thực vật đạt 11 tỷ đô la, thực phẩm đồ uống 10,3 tỷ đô la, sản phẩm công nghiệp hóa chất 30 tỷ đô la, trong đó riêng dược phẩm là nhập khẩu 10 tỷ đô la. Hàng dệt may 11,5 tỷ đô la, giày dép mỗi năm năm 2020 Nga nhập khẩu 3 tỷ đô la. Thiết bị máy móc phụ tùng là 73,3 tỷ đô la. Gỗ và các sản phẩm gỗ 680 triệu USD. Liên bang Nga nhập khẩu hầu hết các sản phẩm nông sản, thủy sản nhiệt đới, trong đó có rất nhiều sản phẩm từ Việt Nam. Kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Âu mà Nga là thành viên chủ chốt có hiệu lực từ tháng 10 năm 2016, thì kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Nga tăng khá nhanh, nhưng phần lớn vẫn còn chiếm thị phần khiêm tốn trên thị trường Nga. Theo thống kê của Liên bang Nga, thì là năm 2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga đạt 4,04 tỷ đô la, tăng 6,7% so với năm 2019 và tăng 97% so với năm 2015. Tức là nếu mà sau năm 2015 thì kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Nga là tăng gấp đôi. Tôi xin giới thiệu một số cái nét về tình hình nhập khẩu của Nga đối với một số mặt hàng mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh. Thứ nhất là về hàng nông sản, đối với mặt hàng cà phê thì năm 2020 Nga nhập khẩu 652 triệu đô la tiền cà phê, trong đó từ Việt Nam đạt 135 triệu, chiếm 21%. Từ Brazil là 20,6%, từ Ý 104 triệu, 15,9%. Nga nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu là cà phê thô, chiếm đến 98,6%, chỉ có 1,4% là cà phê đã qua chế biến. Mặt hàng chè, trong năm 2020, Nga nhập khẩu 412 triệu đô la tiền chè, trong đó từ Việt Nam đạt 25 triệu đô la, chiếm 6%. Hiện nay Việt Nam đứng thứ 5 trong số các nước xuất khẩu chè lớn nhất vào Nga sau Sri Lanka, Ấn Độ, Kenya, Trung Quốc. Cũng như cà phê thì chè Việt Nam xuất khẩu sang Nga chủ yếu ở dạng thô là 96,1%. Về hạt điều, năm 2020 Nga nhập khẩu hạt điều với tổng trị giá là 45 triệu đô la, trong đó 63% là từ Việt Nam. Tiếp theo là Belarus 10,2%, 4,6 triệu đô la. Chúng tôi cho rằng từ Belarus thì chắc là cũng là Belarus nhập khẩu từ Việt Nam sau đó là đưa sang Nga, vì Belarus cũng không có cái mặt hàng hạt điều. Ấn Độ thì đứng thứ 3, 2,3%. Về hạt tiêu, năm 2020 Nga nhập khẩu 48 triệu đô la tiền hạt tiêu, trong đó gần 19 triệu đô la là từ Việt Nam, chiếm 39%, xếp thứ nhất. Tiếp theo là Nga nhập từ Trung Quốc 19%,
Tây Ban Nha 8,2%. Mặt hàng xoài sấy năm 2020 thì Nga nhập khẩu 10 triệu đô la các sản phẩm xoài sấy, trong đó từ Việt Nam là 9,2 triệu đô la, chiếm 92%. Từ Thái Lan thì cái nước cạnh tranh chúng ta chỉ có 240.000 đô la thôi, chiếm 2,4%. Có thể nói đây là cái mặt hàng gần như mới hoàn toàn và do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển. Vì năm 2016 thì trên thị trường Nga hầu như không có sản phẩm này. Thì do đặc điểm khí hậu thì người dân Nga đã từ lâu có thói quen dùng các sản phẩm trái cây sấy. Chúng tôi đề nghị các doanh nghiệp ta tiếp tục xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm trái cây sấy khác sang thị trường Nga và các nước châu Âu. Về hàng thủy sản ấy, thì năm 2020 Nga nhập khẩu 1,7 tỷ đô la tiền thủy sản, trong đó từ Việt Nam là đạt 111 triệu đô la, chiếm gần 7% kim ngạch nhập khẩu của Nga. Hiện nay Việt Nam đứng thứ 5 sau Chile, quần đảo Faroe, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ trong số các nước xuất khẩu lớn nhất hàng thủy sản vào Nga. Hiện nay Việt Nam xuất khẩu sang Nga chủ yếu là cá phi lê 42,8%, 42,8 triệu đô la, chiếm tỷ trọng 22%. Chúng ta là cái nước xuất khẩu cá phi lê lớn nhất vào Liên bang Nga. Trung Quốc đứng thứ hai là 21,1%. Hiện nay Việt Nam xuất cá phi lê chủ yếu là phi lê cá tra, cá ba sa và cá ngừ. Mặt hàng lớn thứ hai ta xuất vào Nga đó là mặt hàng tôm, 25,3 triệu đô la trong năm 2020, chiếm 8,8%. Và Việt Nam đứng thứ năm sau Ấn Độ, Ecuador, Greenland và Argentina. Cái mặt hàng lớn thứ ba ta xuất vào Nga đó là cá khô. Năm 2020 Việt Nam xuất khẩu 31,4 triệu đô la cá khô, tiền cá khô vào Nga, chiếm 19,7%. Về mặt hàng cá khô thì hiện nay là Việt Nam đang dẫn đầu trong số các nước xuất khẩu vào Liên bang Nga. Thứ ba là về cái mặt hàng dệt may. Năm 2020 Nga nhập khẩu 11,5 tỷ đô la trị giá hàng dệt may. Hiện nay Trung Quốc là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất của Nga, 4,7 tỷ đô la trong năm 2020, chiếm đến 40,5 kim ngạch nhập khẩu của Nga. Tiếp theo là các nước Bangladesh, Belarus, Uzbekistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ý. Thì Việt Nam là cái thị trường nhập khẩu lớn thứ 7 của Nga trong năm 2020 về hàng dệt may với kim ngạch đạt là 446 triệu đô la, chiếm tỷ trọng là 3,9%. Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Nga các sản phẩm made in Việt Nam, tức là các sản phẩm do chúng ta may gia công cho các tập đoàn lớn như là tập đoàn Inditex với các thương hiệu như là Zara, rồi Maximo Duty, vân vân, và thương hiệu của Nhật như là Uniqlo. Về mặt hàng giày dép, năm 2020 thì Liên bang Nga nhập khẩu xấp xỉ 3 tỷ đô la tiền giày dép, trong đó Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Nga với kim ngạch đạt 1,4 tỷ đô la, chiếm gần 50% kim ngạch nhập khẩu giày dép của Nga. Tiếp theo là Việt Nam, 368 triệu đô la, chiếm tỷ trọng là 12,8%. Ý, 300 triệu đô la. Cũng giống như hàng dệt may thì Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Liên bang Nga các loại giày thể thao gia công cho các thương hiệu lớn quốc tế như là Nike, Adidas, Puma, vân vân. Thì qua các số liệu trên và tình hình thực tế cho thấy là một số cái mặt hàng nông sản của Việt Nam hiện nay đã chiếm cái thị phần lớn trong nhập khẩu của Liên bang Nga, ví dụ như cà phê, chè, hạt điều, hạt tiêu, nhưng chủ yếu là dạng thô hoặc sơ chế. Còn các mặt hàng xuất công nghiệp của ta xuất khẩu sang Nga chủ yếu là các mặt hàng là chúng ta gia công cho các doanh nghiệp nước ngoài. Hiện nay là các sản phẩm chế biến sâu hoặc là có thương hiệu của Việt Nam ở trên thị trường Nga còn chiếm tỷ trọng chưa đáng kể, còn rất là nhỏ. Kính thưa các quý vị đại biểu, các anh chị, thì là vừa qua Liên minh Kinh tế Âu đã đưa 76 nước, trong đó có rất nhiều nước là đối thủ cạnh tranh của Việt Nam về xuất khẩu hàng nông thủy sản vào thị trường Nga và Liên minh như là Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Mã Lai, Indo, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Argentina, Chile, Peru ra khỏi danh sách các nước được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập của khối, tức là cái ưu đãi thuế quan GSP đấy. Thì như vậy chúng ta thấy là các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu vào Liên minh và Nga thì sẽ được hưởng cái mức thuế ưu đãi theo cam kết tại Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh. Mà đến nay thì sau 5 năm thực hiện thì là phần lớn các mặt hàng của ta hiện nay là đã có cái mức thuế
bằng không, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, thủy sản. Trong khi đó thì hàng hóa nhập khẩu từ các nước khác vào Liên minh và Nga sẽ chịu mức thuế nhập khẩu thông thường, tức là trước đây thì họ được hưởng cái mức GSP, tức là bằng 75% mức thuế nhập khẩu thông thường. Hiện nay thì là không được hưởng nữa. Như vậy thì các doanh nghiệp chúng ta là có nhiều cái lợi thế hơn để xuất khẩu vào thị trường Liên bang Nga. Do đó, để tận dụng tối đa các ưu đãi của Hiệp định Thương mại Tự do mang lại trong bối cảnh nói trên, tiếp tục đa dạng hóa và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản Việt Nam sang Nga, đặc biệt là xuất khẩu những cái mặt hàng mà chúng ta có chế biến sâu, thì Thương vụ xin khuyến nghị một số cái nội dung như sau. Thứ nhất là về công tác thị trường, thì tôi xin khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may hoặc giày dép đấy, chúng ta chủ động khảo sát thị trường, rồi tham quan, tham gia các triển lãm chuyên ngành tại Moscow như là triển lãm hàng dệt may, triển lãm da giày, và các triển lãm thực phẩm như là World Food Moscow hoặc là Product Expo, để chúng ta tìm hiểu thị trường, xu hướng tiêu dùng hàng hóa, và chúng ta tìm kiếm khách hàng trên thị trường. Và chúng ta gặp gỡ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga, qua đó chúng ta có thể trao đổi cái tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Thực tế thì cho thấy là phần lớn các doanh nghiệp của chúng ta đã thành công trong thâm nhập thị trường Nga thông qua việc tham dự các hội chợ triển lãm. Theo chúng tôi thấy thì nếu mà doanh nghiệp chúng ta làm tốt công tác thị trường thì sẽ có rất nhiều cơ hội tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường Nga, giống như cái mặt hàng xoài sấy mà chúng tôi đã nêu ở trên đấy. Về sản xuất, hiện nay là đề nghị các doanh nghiệp, các hợp tác xã cần mở rộng quy mô sản xuất, đảm bảo sản xuất những cái sản phẩm có chất lượng tốt, đồng đều. Ta đầu tư vào công nghệ bảo quản sau thu hoạch, từ thu hái, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ, rồi đầu tư vào khâu bao bì, mẫu mã phù hợp với thị hiếu thị trường. Chúng tôi thấy có cái nhận xét là năm 2015-2016 trên thị trường Nga chúng ta cũng đã đưa vào một số cái sản phẩm của Việt Nam, nhưng phần lớn là không có cái bao bì, rồi có cái mẫu mã có ghi cái tên sản phẩm bằng tiếng Nga. Nhưng hiện nay là hầu hết các sản phẩm Việt Nam hiện nay đã xuất khẩu sang Nga là có bao bì mẫu mã là khá đẹp mắt và có bằng tiếng Nga. Đây là cái tiến bộ mà chúng ta thấy trong thời gian vừa qua, chúng ta các doanh nghiệp Việt Nam làm rất tốt. Kính thưa quý vị đại biểu, thì tại Nga có lực lượng doanh nhân người Việt Nam đông đảo và năng động, chịu khó tìm tòi các hướng đi mới, đã góp phần tích cực đưa sản phẩm Việt Nam xâm nhập ngày càng nhiều vào thị trường. Thương vụ chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nga và các doanh nhân người Việt về tình xuất nhập khẩu hàng hóa cho hai nước, những cái khó khăn và những cái thuận lợi, và trao đổi các biện pháp đưa hàng hóa của Việt Nam vào thị trường. Chúng tôi cũng phối hợp để nếu mà có những khó khăn trong việc nhập khẩu vào thị trường, chúng tôi đã cùng các doanh nghiệp trao đổi, đồng thời trao đổi với các cơ quan chức năng của Nga để giải quyết kịp thời những cái khó khăn trong việc nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vào Liên bang Nga. Trong các năm gần đây, các món ăn Việt Nam đã trở thành hiện tượng tại Nga được người tiêu dùng Nga rất yêu chuộng. Tới nay theo thống kê chưa đầy đủ chúng tôi thì là có khoảng 800 các nhà hàng quán bán các món ăn Việt như phở, rồi nem, cơm, các loại trái cây Việt Nam như là xoài, thanh long, bưởi, rồi đồ uống Việt như là cà phê, rồi bia, các loại bia Sài Gòn, bia Hà Nội, vân vân, rồi các loại nước quả Việt Nam. Và tại hầu hết các trung tâm thương mại lớn ở thủ đô và nhiều thành phố lớn của nước Nga đều có quán ăn người Việt. Đây cũng là cơ hội lớn để doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản sang Nga. Thì sắp tới thì có anh Đàm Anh Tuấn thì cũng sẽ giới thiệu cho chúng ta về một cái xu thế mới ở Nga, tức là ẩm thực Việt Nam. Thì cũng như trước đây, thì trong thời gian tới thì Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga chúng tôi luôn luôn sẵn sàng phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước trong việc sang đây tìm hiểu thị trường, hoặc là thông qua các hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, chúng ta tìm hiểu thị trường rồi xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng để thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang Nga. Thì chúng tôi xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, cục xúc tiến thương mại và các anh Lê Trường Sơn, Đỗ Quốc Việt, anh Dương Chí Kiên, Đàm Anh Tuấn đã phối hợp chúng tôi để và anh Thành để tổ chức cùng cục xúc tiến thương mại tổ chức cái buổi tư vấn về thị trường Nga ngày hôm nay. Thì xin trân trọng cảm ơn.
Xin trân trọng cảm ơn ông Dương Hoàng Minh, tham tán thương mại thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Hồng Thành, lãnh sự trưởng chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Viễn Đông Liên bang Nga, sẽ có phần trình bày về tổng quan về thị trường Viễn Đông và các cụm cảng của Primary. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Alo, anh Thành ơi, anh vui lòng anh bật mic lên thì vâng, các anh chị nghe thấy chưa ạ? Dạ, nghe được rồi ạ. Vâng, cảm ơn. Vâng, kính thưa các anh các chị, kính thưa quý vị và các bạn, thì lời đầu tiên cho tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các anh các chị, ông ban tổ chức là Cục Xúc tiến Thương mại cũng như Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức một cái chương trình ý nghĩa để các cái doanh nghiệp Việt Nam có thể biết thêm và tìm hiểu thêm về cái thị trường Nga, nhằm góp phần thúc đẩy cái quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung cũng như cùng vùng Viễn Đông nói riêng. Hôm nay thì tôi cũng xin phép là được giới thiệu với toàn thể hội nghị chúng ta về cái vùng Viễn Đông và thị trường ở Viễn Đông. Có thể nói rằng Viễn Đông, khi nói đến tên Viễn Đông thì chúng ta có thể thấy rằng đó là một cái vùng rất xa xôi của nước Nga. Tôi tin rằng là rất nhiều các anh các chị doanh nghiệp ở trong nước chưa biết đến hoặc chưa làm ăn, chưa có hợp tác kinh doanh với các cái đối tác ở vùng Viễn Đông này. Thì sơ bộ thì đại vùng Viễn Đông là một cái phần lãnh thổ nằm ở trọn ở châu Á của Liên bang Nga. Phía Bắc thì giáp với lại cả Bắc Cực, phía Tây thì giáp với Siberia. Vùng Siberia này cũng là một cái đại vùng của Liên bang Nga. Phía Đông thì của Viễn Đông thì giáp với biển Nhật Bản, biển Okhotsk và biển Bering. Có biên giới trên biển với Nhật Bản cũng như có biên giới trên biển với Hoa Kỳ và Việt Nam, một cái phía rất quan trọng của vùng Viễn Đông, và có thể từ Viễn Đông nhìn về phía Việt Nam. Thì ở phía Nam của vùng Viễn Đông là có đến 6.320 km cái đường biên giới ở trên bộ chung với lại cả Mông Cổ, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trong đó thì riêng với lại láng giềng Trung Quốc thì đã có đến 4.209 km đường biên giới trên bộ là chung với lại cả một số các cái chủ thể liên bang ở vùng Viễn Đông như Primorye, Khabarovsk, Amur, rồi khu tự trị Do Thái như vùng Zabaykalsk. Kính thưa các anh chị và các bạn, thì vùng Viễn Đông thì là một đại vùng có diện tích là 6,9 triệu km vuông, tức là chiếm đến gần 42% cái diện tích của nước Nga, và nếu mà so sánh với Việt Nam thì bằng đến 21,5 lần cái diện tích của Việt Nam ta. Nhưng dân số ở đây thì lại tương đối là khiêm tốn, chỉ có khoảng tầm 8,2 triệu người, chiếm chưa đến 6% dân số của Nga. Đây là cái vùng đất rộng nhưng mà người thưa, nhưng lại có cái tài nguyên phong phú. Vùng Viễn Đông với Primorye là phía cực nam, đông nam của vùng Viễn Đông, thì là nơi bắt đầu của rừng taiga với trữ lượng gỗ rất là lớn. Các bạn có thể tìm hiểu thông tin về cái trữ lượng gỗ ở vùng Viễn Đông này trên mạng Internet. Ngoài ra thì toàn bộ 11 chủ thể liên bang của vùng Viễn Đông đều có các cái mỏ than với tổng trữ lượng cũng tương đối là lớn, chắc chắn phải trên 100 tỷ tấn. Và ở đây cũng có chiếm đến hơn 70% cái trữ lượng kim cương của Nga.
vẫn nằm ở cái Cộng hòa tự trị Sakha ở phía bắc của vùng Viễn Đông. Trữ lượng dầu và khí tự nhiên cũng có thể khai thác được ở cũng rất là lớn và có thể khai thác cũng như là sử dụng trên 50 năm. Đây là thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên của Nga đưa ra vào hồi đầu năm. Ngoài ra thì rất là nhiều mỏ quặng kim loại màu ở các địa phương khác nhau của vùng Viễn Đông cũng đang được khai thác và đang được xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu sang một số các cái đối tác thương mại lớn của vùng Viễn Đông, đấy là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Một lĩnh vực quan trọng nữa của vùng Viễn Đông, một cái loại tài nguyên quan trọng khác của vùng Viễn Đông ở đây chính là cái trữ lượng cá biển nước lạnh tự nhiên như cá hồi tự nhiên, cá tuyết, cá trích, cá minh thái Alaska. Đây chính là những cái loại nguyên liệu mà có thể giúp cho các cái doanh nghiệp ở trong nước ở Việt Nam ta là chế biến các cái sản phẩm để mà phục vụ cho nhu cầu trong nước cũng như là xuất khẩu. Một cái vấn đề liên quan đến và ảnh hưởng trực tiếp đến cái dung lượng thị trường của vùng Viễn Đông, đây chính là cái thu nhập bình quân đầu người của vùng Viễn Đông. Thì theo thông tin của Bộ Phát triển Viễn Đông và Bắc Cực ở Liên bang Nga, thì năm 2020 thu nhập bình quân đầu người ở vùng Viễn Đông này rơi vào khoảng tầm $9,800, tức là con số này là thấp hơn so với mức trung bình của toàn Nga khoảng $300. Mức trung bình của toàn Nga hiện năm 2020 khoảng rơi vào khoảng $10,100. Mức thu nhập trung bình này không thấp hơn nhiều so với lại trung bình chung của nước Nga, nhưng do dân số thấp nên cái sức mua của cái thị trường này là không cao. Sau đây thì tôi có thể giới thiệu cho với anh chị và các bạn một số các cái thông tin về thị trường Viễn Đông, một số các chỉ tiêu cụ thể. Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Viễn Đông đã nắm bắt và tổng kết một số các cái thông tin liên quan đến xuất nhập khẩu và kim ngạch ngoại thương của vùng Viễn Đông dựa vào cái nguồn của hải quan Viễn Đông và các cái dự báo của chi nhánh thương vụ. Ví dụ anh các chị và các bạn có thể nhìn thấy rằng ở năm 2017 tổng kim ngạch thương mại hai chiều của vùng Viễn Đông với các cái đối tác ở trên thế giới là khoảng 28,5 tỷ đô la. Con số này tiếp tục tăng đến 2018-2019 và đương nhiên 2020 thì do cái tác động tiêu cực của dịch Covid cho nên là nó có phần chững lại, đặc biệt là cái xuất khẩu là giảm đi còn 24 tỷ và tổng số là tổng kim ngạch là 32 tỷ đô. Riêng năm 2021 thì căn cứ vào những tình hình thực tế thì chi nhánh thương vụ cũng đã có cái dự báo rằng năm 2021 mặc dù là vẫn thế giới vẫn chịu ảnh hưởng của đại dịch, nhưng vì là nước Nga thì họ cũng đã hiểu biết hơn về đại dịch, cũng như người dân Nga người ta làm việc và sinh hoạt một cách tương đối bình thường. Do vậy mà cái kim ngạch thương mại hai chiều của khu vực Viễn Đông với các nước ở trên thế giới cũng là cũng có chiều hướng tăng lên rõ rệt. Ví dụ như xuất khẩu sẽ tăng lên từ năm 2020 là 24 tỷ lên đến 2021 là 27 tỷ, và nhập khẩu thì tăng từ 8 tỷ năm 2020 đến 10 tỷ 3 năm 2021, và tổng kim ngạch là 37 tỷ, 37,9 tỷ đô. Trong số con số 37,9 tỷ đô này thì chi nhánh thương vụ có thể chia sẻ với các anh các chị và các bạn là các cái doanh nghiệp ở vùng Viễn Đông thì xuất khẩu chủ yếu là các cái nhóm các cái mặt hàng nguyên nhiên vật liệu
và Viễn Đông thì nhập khẩu về các cái mặt hàng như công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm. Thật ra nhóm hàng công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm này là thế mạnh của các cái doanh nghiệp Việt Nam. Nhóm hàng ví dụ như là 9 tháng đầu năm 2021 thì nhóm hàng máy móc thiết bị là vùng Viễn Đông nhập vào là 2,8 tỷ đô. Riêng điện thoại di động đã nhập là 256 triệu đô và trong đấy đương nhiên là có các cái điện thoại di động Samsung của Việt Nam. Một số mặt hàng khác đều có cái giá trị nhập khẩu cao, ví dụ như nhập khẩu rau củ quả tươi. Đây là một cái mặt hàng mà Viễn Đông thường xuyên phải nhập cùng với lại cả toàn bộ Liên bang Nga. Thì mặt hàng này năm 9 tháng đầu năm 2021 thì Viễn Đông đã nhập là 234 triệu đô. Nhóm hàng khác ví dụ như các sản phẩm nhựa thì nhập Viễn Đông nhập 249 triệu đô. Các nhóm hàng cao su, các sản phẩm từ cao su, đặc biệt là các cái sản phẩm như là lốp xe các loại thì nhập 96 triệu đô. Anh Thành có thể di chuyển slide đúng không ạ? Vâng ạ. Và như tôi có chia sẻ với các bạn ở trên thì ba đối tác thương mại lớn nhất của vùng Viễn Đông là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Thì trong 9 tháng đầu năm 2021 vừa rồi thì ba đối tác này có cái tỷ trọng kim ngạch ngoại thương với vùng Viễn Đông là chiếm đến 73% tổng kim ngạch. Ví dụ như Trung Quốc là đã chiếm đến 34,7, gần 35%, tức là 10 tỷ đô. Hàn Quốc thì là 25%, khoảng 7 tỷ đô. Và Nhật Bản là 13%, khoảng 3,7 tỷ đô. Ba đối tác này với cái lợi thế về vận tải, về địa lý, như Trung Quốc thì sẽ có đường biên giới chung ở trên cạn với vùng Viễn Đông. Rồi Hàn Quốc thì cũng không cách xa vùng Viễn Đông là mấy, chỉ nếu như đi tàu biển thì khoảng 1 ngày rưỡi. Và còn Nhật Bản thì cũng có đường biên giới chung ở trên biển với lại cả vùng Viễn Đông. Do vậy mà ba đối tác này, ba cái nước ở Bắc Á này là ba cái đối tác thương mại lớn nhất của vùng Viễn Đông. Cái slide của anh Thành vẫn đứng yên ạ, không thấy di chuyển ạ. Dạ vâng. Có thể thấy rằng cái cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu của vùng Viễn Đông phản ánh cái năng lực và cái cơ cấu sản xuất xã hội của vùng này. Tại đây thì các cái lĩnh vực kinh tế liên quan đến khai thác tài nguyên hóa thạch như dầu mỏ, khí đốt, than đá, rồi quặng kim loại, các kim loại quý, rồi đá quý, đánh bắt thủy hải sản, tạo ra của cải vật chất cho xã hội và xuất khẩu. Còn lĩnh vực mà sản xuất công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng, nông nghiệp và thực phẩm do ít được quan tâm hơn và ít được đầu tư trong khoảng thời gian dài trước và sau khi thời Liên Xô tan rã. Do vậy nên là các lĩnh vực này tương đối là yếu và hàng hóa phục vụ với nhu cầu thiết yếu của người dân sở tại thì hầu hết là phải phụ thuộc vào các cái vùng khác của nước Nga cũng như là phụ thuộc vào cái nhập khẩu. Thưa các anh chị và các bạn, thì tôi sau đây tôi cũng có thông tin với các anh chị và các bạn một số cái thông tin liên quan đến quan hệ ngoại thương giữa Việt Nam và vùng Viễn Đông. Thì quan hệ thương mại hai chiều giữa Việt Nam và vùng Viễn Đông trong năm 2021 cũng như thời gian trước cũng có cái sự tăng trưởng nhất định. Năm 2017 thì tổng kim ngạch hai chiều của Việt Nam với vùng Viễn Đông chỉ có 100 triệu đô, nhưng cũng đến năm 2019 thì đã con số này đã vượt
qua 200 triệu đô, đã chính xác là 222 triệu đô. 2020 thì cũng như các cái thị trường khác do ảnh hưởng của dịch bệnh, cái con số này có giảm xuống một chút, khoảng giảm khoảng 7%, khoảng 206 triệu đô. Nhưng có lẽ là giảm sâu nhất đấy là năm 2021 do ở Việt Nam chúng ta trong nội địa cũng là lockdown tương đối dài nhiều tháng. Do vậy mà cái nhập khẩu từ Viễn Đông về Việt Nam là giảm đi rõ rệt. Có thể thấy rằng Việt Nam xuất khẩu thì vẫn tăng nhưng nhập khẩu thì đã bị giảm đi. Mặc dù vậy thì theo quan sát của chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Viễn Đông, từ đầu năm 2021 đến nay thì cái lượng hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu vào Nga mà qua các cảng của Viễn Đông, mà chủ yếu là cảng của Vladivostok và Nakhodka, thì lại có dấu hiệu tăng vọt. Cụ thể thì các năm trước mỗi tháng hàng hóa của Việt Nam qua cảng Vladivostok và cụm cảng Vladivostok, rồi cảng Nakhodka, cảng Vostochny của vùng Viễn Đông rơi vào chỉ khoảng tầm 4.000 tấn. Nhưng từ đầu năm 2021 thì cái con số này nó lên đến, có những tháng ví dụ như tháng 5 vừa rồi, 2021 vừa rồi, lên đến 13.000 tấn trên tổng số trung bình khoảng một tháng. Tổng số hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Nga tổng lượng khoảng 32.000, 33.000 tấn. Có thể thấy rằng cái cụm cảng Vladivostok, Nakhodka và Vostochny hiện nay thì cũng đang đóng cái vai trò là trung chuyển hàng của Việt Nam đến Nga, Vladivostok, đến Viễn Đông, sau đó tiếp tục đi vào các cái thị trường ở phía Tây của nước Nga. Trong cái điều kiện mà hiện nay cái chi phí vận tải tăng cao thì cái con đường này đang thể hiện cái vai trò của mình để đảm bảo cái chuỗi cung ứng hàng hóa của Việt Nam sang Nga và ngược lại. Kính thưa các anh chị và các bạn, thì từ năm 2018 theo sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin thì thành phố Vladivostok đã chính thức trở thành cái thủ phủ của vùng Viễn Đông. Thành phố Vladivostok thì có cái cụm cảng nước sâu trên vịnh Sừng Vàng, và cụm cảng này thì không bị đóng băng vào mùa đông. Mùa đông ở Vladivostok có những lúc lên đến âm 25, âm 30 độ, nhưng cụm cảng này hoàn toàn không bị đóng băng và nó tạo nên cái sự thuận lợi cho việc giao thương với các nước châu Á Thái Bình Dương, và trong đó có Việt Nam. Hàng hóa từ các nước châu Á Thái Bình Dương, từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật rồi Việt Nam thì đến Vladivostok hoặc đến Nakhodka rồi đi tiếp vào nội địa của Nga. Trong điều kiện bình thường mà không có đại dịch thì con đường vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Vladivostok thì tương đối nhanh, đặc biệt nếu như không phải chuyển cảng, đi qua cảng chuyển tải ở Busan hoặc Thượng Hải thì còn nhanh hơn nữa. Thời gian thì rơi vào khoảng tầm 7 đến 9 ngày nếu như không phải qua cảng chuyển tải. Còn nếu như qua cảng truyền tải thì sẽ rơi vào khoảng tầm 12 đến 14 ngày. Về thời gian vận chuyển như vậy, các cái doanh nghiệp Việt Nam có thể xem xét đến việc là đưa cái hàng hóa của Việt Nam qua cụm cảng Vladivostok và của Viễn Đông là các cái hàng hóa bảo quản ngắn ngày, ví dụ như là các cái loại trái cây tươi, trái cây nhiệt đới tươi. Cụ thể ví dụ như là cuối năm 2019 vừa rồi thì Nga có hạn chế cái việc là có hạn chế và không cho nhập một số các cái loại trái cây tươi có múi từ Trung Quốc
đặc biệt là trái cây, cái trái quýt vàng ấy thì là biểu tượng của năm mới ở Nga, và các địa phương cũng như các doanh nghiệp ở Việt Nam có thể xem xét phát triển cái vùng nguyên liệu để có thể xem xét là xuất khẩu cái các cái của trái, cụ thể là trái quýt vàng của Việt Nam sang Vladivostok, sau đó đến Viễn Đông và đến các cái thị trường lớn hơn ở phía Tây nước Nga. Thành phố Vladivostok từ năm 2010 đã được đầu tư về hạ tầng cơ sở tương đối là lớn. Theo như Thương vụ được biết, có từ năm 2010 đến 2012 để phục vụ cho APEC, riêng nước Nga đã đầu tư vào thành phố Vladivostok khoảng hơn 20 tỷ đô để phục vụ cho nâng cấp cái đường và giao thông của thành phố Vladivostok. Và thành phố Vladivostok cũng chính là điểm đầu của tuyến đường sắt xuyên Siberia. Cái tuyến đường sắt mà kéo có chiều dài là 9.200 km từ Vladivostok đến Moscow. Tuyến đường sắt này hiện nay đang phục vụ rất hiệu quả việc vận chuyển hàng hóa từ Vladivostok đi Moscow, đi qua các cái địa phương ví dụ như Siberia, Uran, Rivonsky rồi đến Moscow, và ngược lại vận chuyển hàng hóa từ các cái thị trường từ các cái địa phương ở phía Tây về Viễn Đông, về Vladivostok, sau đó xuất khẩu đi các nước châu Á Thái Bình Dương. Cái phần vận tải này tôi xin phép nữa thì có anh Đỗ Quốc Việt sẽ có cái chia sẻ sâu hơn với quý vị và các bạn về cái phần logistics. Hiện nay thì hàng hóa của Việt Nam vào Vladivostok cũng như vào Viễn Đông được phân phối qua ba kênh chủ yếu, đó là kênh các chuỗi siêu thị, kênh chợ truyền thống và kênh thương mại điện tử. Các chuỗi siêu thị ở Viễn Đông chủ yếu là các chuỗi siêu thị địa phương có hoạt động mặc dù nhỏ nhưng hoạt động cũng tương đồng với các cái chuỗi siêu thị của liên bang. Chuỗi siêu thị lớn nhất ở Viễn Đông thì có khoảng đấy là chuỗi siêu thị Samberi và Ratva, có khoảng 90 cái siêu thị. Còn các cái chuỗi siêu thị lớn ở của liên bang ở Moscow và các cái thành phố phía Tây thì có những cái chuỗi siêu thị tôi biết lên đến 14.000 cái siêu thị rải rác ở các địa phương khác nhau. Làm việc với các cái siêu thị địa phương ở Viễn Đông thì không khó. Quan trọng nhất là các doanh nghiệp phải có hàng ở tại chỗ, tức là tại các cái địa phương mà siêu thị mà các cái chuỗi siêu thị này họ mở siêu thị để cung cấp trực tiếp và nhanh tới các cái chuỗi siêu thị. Do vậy mà các cái doanh nghiệp Việt Nam muốn tiếp cận các cái chuỗi siêu thị địa phương ở ở Viễn Đông có thể xem xét đến việc là kết hợp với các cái doanh nghiệp sở tại đưa hàng đến các cái kho và tổng kho ở vùng Viễn Đông. Kênh thứ hai là kênh chợ truyền thống và các cái cửa hàng nhỏ lẻ. Thì kênh chợ truyền thống và các cái cửa hàng nhỏ lẻ này họ nhập hàng chủ yếu từ các nhà nhập khẩu. Các nhà nhập khẩu thì thương vụ cũng có danh sách các nhà nhập khẩu lớn ở vùng Viễn Đông. Thương vụ sẵn sàng có thể chia sẻ các cái danh sách các nhà nhập khẩu này đến các cái tới các cái doanh nghiệp ở trong nước để trực tiếp liên hệ và chào hàng. Cái kênh thứ ba đấy là cái kênh thương mại điện tử. Cái thương mại điện tử ở vùng Viễn Đông phụ thuộc chủ yếu vào các cái kênh thương mại điện tử lớn của liên bang, ví dụ như Ozone, ví dụ như Winberry, ví dụ như Yandex. Và
các cái cửa hàng nhỏ lẻ, các cái tiểu thương nhỏ lẻ là họ cũng đăng ký cái account trên các cái chợ điện tử và các cái kênh thương mại điện tử để họ cung cấp hàng, và các cái hàng hóa mà họ lấy thì đều lấy từ các cái nhà nhập khẩu. Vậy thì có thể nói rằng các cái hàng hóa và thị trường ở khu vực Viễn Đông còn tương đối là mới mẻ, cũng như là nhiều cơ hội các cái doanh nghiệp ở trong nước. Hy vọng rằng chi nhánh thương vụ cũng sẽ có những cung cấp được những cái thông tin giúp cho các doanh nghiệp ở trong nước tiếp cận với cái thị trường này. Để kết thúc bài phát biểu của mình, tôi cũng hy vọng rằng trong tương lai gần, các cái doanh nghiệp logistics của Việt Nam cũng kết hợp được với các cái doanh nghiệp logistics của vùng Viễn Đông mở lại cái tuyến đường vận tải container đường biển từ Việt Nam sang các cái cụm cảng của Viễn Đông và ngược lại, để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu cả hai bên, làm tăng cái kim ngạch thương mại và tăng cái quan hệ thương mại hai chiều giữa Việt Nam và vùng Viễn Đông lên. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức cũng như cảm ơn Cục Xúc Tiến Thương mại và Thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga. Tôi xin chúc cho các anh các chị, toàn thể các quý vị đại biểu, các bạn tham gia sức khỏe, an toàn và hạnh phúc. Xin cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hồng Thành. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đỗ Quốc Việt, Chủ tịch Hội Người Việt tại Primary, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Port Franco 70, sẽ có bài trình bày về vận chuyển thông quan hàng Việt Nam tại Vladivostok, rồi đến các thị trường của Nga và các nước Đông Âu, cơ hội khả thi trong tình hình mới. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Xin kính chào mọi người. Kính chào chủ tịch, chào anh Minh, anh Lê Trường Sơn, anh Tuấn và anh Nguyễn Hồng Thành. Ngày hôm nay thì tôi cũng rất trân trọng được mời tham gia cái cuộc hội thảo này. Và có một cái việc muốn bàn về vấn đề quan trọng nhất trong thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế, chính là việc vận tải. Logistics là một trong cái vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay cho những doanh nghiệp. Như mọi người được biết ấy, thì từ những năm bắt đầu đại dịch, thì từ tháng 3 năm 2020, những cái cảng vùng Primorye, là cảng Vladivostok, Vostochny và những cái cảng khác, là cái sức tăng trưởng, cái lượng hàng container tăng gấp nhiều lần. Lý do thì là qua những cái hãng lớn như hãng Maersk là tăng giá. Lý do đầu tiên là bên phía châu Á là thiếu vỏ container, bởi vì là vỏ container là đi hết sang Mỹ. Sau đó là khi mà cái giá nó tăng đột ngột thì cái cảng phía Viễn Đông này là trở thành một cái cảng có thể gọi là thuận lợi hơn về giá, về thời gian vận chuyển. Nếu để so sánh thì đi qua đường Viễn Đông cho đến Moscow có thể là ngắn gọn qua theo những cái tuyến đường sắt mà chọn gói thì nó có thể đến khoảng từ 20 đến 30 ngày, 25 ngày. Nếu đi qua đường qua kênh Suez thì nó sẽ qua vào cảng Saint Petersburg và sau đó vào Nga thì nó sẽ khoảng rơi vào khoảng tầm 42 ngày cho đến 2 tháng. Đấy là cái lịch trình thường xuyên. Vào năm 21 thì xảy ra một cái sự kiện rất quan trọng là với cái kênh Suez ấy, là nó bị tai nạn, cái tàu Given bị mắc cạn. Thì cái lượng hàng trên từ châu Á vào Nga nói chung và từ châu Á sang châu Âu nói riêng là tắc nghẽn. Sau đó thì cái lượng hàng vào cả Viễn Đông thì nó tăng thêm nữa. Mặc dù là những cái hãng vận tải lớn
đã tăng rất là nhiều chuyến, có những cái tuyến vận tải container, những cái tàu lớn mở rộng, nhưng nó sẽ sau đó thì nó xảy ra cái hiện tượng, tức là cái công suất để làm những cái container trên cảng và cái sức chứa nó có giới hạn, thì nó tắc từ những cái cảng này chuyển sang tắc đến những cái cảng trung chuyển như ở bên Busan, bên Trung Quốc và đến Việt Nam. Ví dụ như hiện nay là mỗi bên Busan là nó tắc khoảng 30.000 container, và để vào được cái cảng vùng Biển Đông này thì là gần như là nó không có lịch trình. Những cái tàu mà chở container nó trở thành những cái kho hàng ở trên biển. Hiện nay nếu mà nhìn trên biển ở trên cảng cái vùng Biển Đông này thì có rất là nhiều tàu chở nhiều container đến và chưa có chỗ để vào giữ hàng. Ngoài việc giữ hàng xuống còn phải nhận lại những cái vỏ để chở ngược lại. Cảng làm việc với cái khi mà được cái sắc lệnh là thay đổi cái thủ phủ của cái vùng Biển Đông này là thành phố Vladivostok, và được thay đổi được cái hệ thống làm việc của hải quan, thì cái việc hải quan làm bây giờ là rất là tốt, rất là nhanh. Cảng làm cũng tương đối là hiệu quả, nhưng đường sắt Nga hiện nay là cũng bị tắc nghẽn, bởi vì trên cái đường transit có mấy cái đoạn ở trên băm nó là bị thiếu đường sắt, tức là cái ga trung chuyển là một những cái gọi là cái nút cổ chai hiện nay là đang bị tắc, và chính phủ hiện nay đang giải quyết những cái hậu quả, tức là gì, tức là mở rộng thêm đường sắt. Thì cái việc đấy nó cũng trong cái thời gian cũng không thể xác định được là cái việc đấy nó sẽ xảy ra như thế nào và kết thúc được cái việc tắc nghẽn container đến đâu. Chính vì cái lượng hàng nó quá lớn và các những cái hãng tàu là họ đồng loạt lên giá. Nếu mà so sánh một container đi năm 2020, nếu mà công 40 đi khoảng 1.000 đô thì hiện nay là công 40 đi khoảng đến 10.000 đô. Đấy, với cái một cái giá vận tải nó khủng khiếp như vậy. Ngoài ra là thêm một cái việc, cái vấn đề rất quan trọng là cái thời hạn vận chuyển hàng hóa không xác định được là bao nhiêu. Một container đi từ Việt Nam có thể là đi qua những cảng trung chuyển Busan đến Vladivostok nói chung là khoảng 2 tháng đến 3 tháng. Sau đó thì là đi đến Moscow thì nói chung là cũng không biết là nó thêm một thời gian như thế nào để phải xếp hàng và đứng sắp. Cái vấn đề này là cái vấn đề rất nóng bỏng, và cảng của Nga thì là để xây được một cái cảng lớn hơn nữa hoặc là phát triển thêm được cái diện tích để phục vụ cái lượng hàng container như vậy thì nó cũng phải là không phải là ngày 1 mà ngày 2 có thể làm được. Cũng như anh Thành đã nói thì là đây là một cái cơ hội để xem xét xác định một cái vấn đề, tức là cái lượng hàng Việt Nam là cũng tương đối lớn vào Nga, mà hiện nay đối với các doanh nghiệp là tôi cũng nghĩ rằng là đấy là một cái câu hỏi bây giờ rất là quan trọng, tức là giá cả thì như vậy. Tất nhiên là giá thì tất cả cái dịch vụ nó lên thì cái giá hàng hóa cũng lên, và dân cũng phải chịu mua với cái giá hàng cao, thì họ cũng không từ chối tất cả những cái mặt hàng mà đã truyền thống. Nhưng để xây dựng được một cái tuyến đi thẳng từ Việt Nam đến Vladivostok hoặc là đến vùng Biển Đông để chuyển sang phía châu Âu, chuyển đến Moscow, đấy là một cái vấn đề cũng tương đối nan giải và cũng khó có thể là tính toán được, bởi vì tôi làm logistics nhưng mà mình cũng là một người đi mua dịch vụ của tất cả những cái hãng khác, từ dịch vụ đường biển cho đến dịch vụ đường sắt và tất cả các dịch vụ cộng thêm nói chung. Nếu phía Việt Nam cái lượng hàng hiện nay nó tắc nghẽn như vậy mà không có cái sự phát triển về cái chuyến đi thẳng, mà Việt Nam không có cái sức
để làm được một cái chuyến đi thẳng thì tôi nghĩ rằng là cái việc vận tải vào Nga sẽ càng ngày càng khó khăn hơn, không ai có thể nói là cái việc này nó sẽ diễn giải đến đâu. Khi mà các hãng vận tải hiện nay đang thu nhập được cái lợi nhuận tương đối khổng lồ về cái giá cước đường biển nó cao ấy, thì họ sẵn sàng tức là tạo ra một cái khó khăn hơn nữa để giữ được cái lợi nhuận đó. Thì cái tương lai ấy là phía hàng Việt Nam sẽ có thêm càng thêm khó khăn hơn nữa. Chính vì vậy cái ý tưởng để mở được một cái tuyến đi thẳng nó cũng là một bài toán khó giải. Để tính toán được thì phải có chuyên gia về đường biển hoặc là công ty lớn về vận tải đường biển thì tôi có thể cung cấp được tất cả các thông tin về chi phí cảng ra cảng vào, tiền stevedore, đường sắt, kết hợp cùng giải quyết những cái việc đấy. Nhưng mà cái tuyến đấy nếu mở được thì cũng là một cái điều rất thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng phải khẳng định rằng là cái việc đấy là việc rất khó, bởi vì một cái lượng hàng mà đi một tháng mà nó không lớn như anh Thành đã nói, từ 600 container đến 1.000 container thì là một cái lượng hàng đối với một cái tuyến để đi một tuần một chuyến, tức là cái việc đấy là tương đối là khó khăn. Chính vì vậy mà tôi cũng đã làm việc với anh Nguyễn Hồng Thành và đã có bên trao đổi về cái phát triển để phát triển cái việc vận tải đường biển Việt Nam tuyến đi thẳng. Nếu mà anh Thành mà có thông tin hoặc là có công ty đường vận tải biển Việt Nam mà có nhu cầu thì sẽ kết hợp cùng phát triển được cái hướng đó để giải quyết được cái thứ nhất là phát triển được cái lượng hàng bán hiện nay là Việt Nam tôi theo tôi biết thì là hàng có người bán có người mua có, không có vận tải đường biển thì là một cái điều mà không thể phát triển kinh tế được. Đấy, chính vì vậy mà phía bên thương vụ cùng bên chỗ anh Minh, bên cục xúc tiến phát triển kinh tế lưu ý cho cái việc vận tải đường biển, cái việc đó là cái việc rất quan trọng đối với phát triển kinh tế, tôi nhấn mạnh như vậy. Thì, một lần nữa tôi cảm ơn ban tổ chức và chúc mọi người, chúc các doanh nghiệp là khỏe mạnh, sức khỏe nhiều và làm ăn phát đạt. Cảm ơn. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Đỗ Quốc Việt ạ. Tiếp theo chương trình thì ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đàm Anh Tuấn, CEO công ty trách nhiệm hữu hạn RPK Volga, thành phố Kazan, vùng Privoski, sẽ có bài trình bày về sự phát triển ẩm thực Việt Nam tại Nga, nhu cầu và thị hiếu của người dân Nga với ẩm thực châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, kính thưa tất cả các anh, các chị. Lần đầu tiên thì tôi xin chân thành và cảm ơn đến Cục Xúc tiến Thương mại và các anh, các chị thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga đã tạo cái cơ hội để cho chúng doanh nghiệp Việt Nam của chúng tôi tại đây có được biết thêm được một vài những cái thông tin thật là bổ ích cho mình. Hôm nay thì tôi cũng xin phép được nói sơ qua một vài những vấn đề về cái sự phát triển của cái ẩm thực Việt tại Liên bang Nga trong mấy năm gần đây. Những năm gần đây thì người dân Nga là người ta rất thích gọi là đi du lịch và thường xuyên đến các thành phố biển nhiệt đới của Việt Nam nói chung và Thái Lan, Trung Quốc nói riêng. Chính vì vậy mà cái nhu cầu ẩm thực châu Á của người dân Nga tăng lên rất cao. Nhất là sau những cái chuyến du lịch về thì cái sự mong muốn để được thưởng thức lại một cái phần cái hương vị tại quê nhà thì lại càng cao hơn nữa. Bên cạnh đó là do các cái chương trình ẩm thực Việt Nam hàng năm mà Đại sứ quán Việt Nam của mình đã tổ chức ở Trung tâm Thương mại Hà Nội Moscow cũng có phần không nhỏ. Tôi cũng được biết rằng là nhiều thành phố khác tại Liên bang Nga, các nhà hàng Việt Nam cũng thường xuyên tổ chức tham gia các lễ hội vào mùa hè. Đặc biệt ví dụ như ở thành phố Kazan nơi tôi đang sinh sống và làm việc thì hầu như là năm nào chúng tôi cũng tham gia vào những cái lễ hội ẩm thực.
Mục đích thì cũng là để gọi là quảng báo, quảng cáo cho gọi là doanh nghiệp của mình, và song song là cũng muốn để cho mọi người biết đến về ẩm thực Việt Nam nhiều hơn. Và chúng tôi cũng thường xuyên là chạy các chương trình quảng cáo trên mạng xã hội như Instagram, TikTok, Facebook và YouTube, và thậm chí là cả những mạng xã hội riêng của người Nga để giới thiệu đến cái ẩm thực văn hóa Việt Nam. Thực ra thì cái quán ăn Việt Nam thì nói thì cũng đã là tồn tại rất lâu rồi trong các khu chợ của người Việt Nam, và cũng có một vài những cái nhà hàng rất là nổi tiếng ở Moscow đã mở rất lâu rồi. Nhưng trên thực tế thì là 5 năm đổ lại đây thì nhu cầu thật sự là tăng lên rất là nhanh chóng, và nó cũng là một cái hướng mới mà hầu như là như tôi nhìn thấy là bây giờ bà con người Việt cũng thay đổi tư duy và đã chuyển đổi cái phương thức kinh doanh tại Nga. Không chỉ là bây giờ buôn bán ở chợ nữa mà thậm chí là cũng chuyển đổi ra cái mô hình gọi là kinh doanh nhà hàng. Bởi vì cũng theo như vấn đề tôi nhìn thì một số những người bà con đã lâu làm ăn và sinh sống ở Nga rất lâu rồi, con cái sinh ra lớn lên ở đây, thì nói chung là những cái thế hệ F2, F3 đấy thì người ta cũng là sinh ra lớn lên, người ta rất là hiểu ẩm thực Việt Nam một chút, và song song người ta cũng hiểu được về cái nhu cầu và cái thị hiếu của người Nga. Chính vì vậy nên là tại sao là nhà hàng bây giờ các thành phố xa mọc mở lên rất là nhiều. Theo con số thống kê thì tôi được biết thì riêng tại thủ đô Moscow chắc chắn là phải có khoảng hơn 500 cái quán ăn nhanh như vậy, và cộng thêm một cái lượng các quán ăn ở các thành phố xa rất lớn, mà con số ấy chắc theo tôi thì chắc phải lên đến 700-800, và có thể tiếp tục sẽ có thể tăng hơn nữa. Nhưng mà thực tế chính bây giờ cả bản thân những người dân bản địa người ta cũng đã nhìn ra cái thị trường tiềm năng này, và rất nhiều là người Nga cũng đã trực tiếp tham gia và mở các nhà hàng bán đồ ăn Việt Nam. Với cái thời gian làm về quán ăn Việt Nam thì tôi ở đây thì cũng làm được 3-4 năm rồi, thì tôi thấy là nói chung là cái người dân Nga người ta nhận xét về những cái món ăn Việt Nam thì nó là người ta cũng rất là có cái thích thú. Ví dụ người ta có thể nhận xét là những cái món ăn của Việt Nam là rất là thanh, là ngọt, ít chất béo, sử dụng nhiều rau củ và nhiều hương vị, nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái đủ cái độ dinh dưỡng cho món ăn, nhất là những cái món ăn mà được làm ra từ gạo như bánh phở, bún, bánh đa nem, bánh tráng. Và đấy là những cái món ăn mà gọi mang cái đậm sắc bản chất dân tộc Việt Nam mà cái người Nga nó không có. Mà tôi nghĩ rằng với cái sự tham gia sâu của cộng đồng người Việt tại Nga tham gia vào lĩnh vực ẩm thực này, thì trong tương lai gần những món ăn truyền thống của Việt Nam mình sẽ tiếp tục được giới thiệu đến những người dân Nga nhiều hơn, ví dụ như là cơm tấm, hủ tiếu và các loại bánh làm từ bột bột gạo. Hiện nay thì người Nga không chỉ đến quán Việt Nam để thưởng thức bún, miến, phở như những món ăn chơi nữa, mà họ còn thậm chí là còn mua những nguyên liệu đấy về để muốn thể trải nghiệm và để làm những cái món ăn bổ sung vào thực đơn cho gia đình và cho bạn bè của mình. Hàng thực là hàng chính vì về cái sự phát triển về cái quán ăn bây giờ nên là cái hàng thực phẩm Việt Nam bây giờ không còn là chỉ có bán ở những cái khu chợ dành cho gọi là cộng đồng người Việt nữa, mà thậm chí là hiện tại bây giờ tôi thấy ở nhiều những cái chuỗi siêu thị của liên bang và của địa phương cũng đã bày bán tất cả những hàng thực phẩm Việt Nam. Trước đây thì ví dụ như là 4-5 năm về trước thì ví dụ người Nga rất sợ về vấn đề ăn những cái nước mắm rồi những cái mà chiết xuất từ cá, mùi nó rất là đậm. Nhưng hiện tại thực ra tại từ đây thì tôi đã bắt đầu tôi nhìn thấy là mọi người đã rất là khi đến cái gọi là quán ăn Việt Nam thì mọi người rất là thích những cái nước chấm, nước sốt mà được pha chế từ gọi là nước mắm cá. Thậm chí là ví dụ như bây giờ này, trước thì ăn cay không ăn được, nhưng bây giờ thậm chí đến quán ăn là bây giờ còn đòi hỏi ăn phải cay hơn. Nên là tôi có thể tự tin mà khẳng định rằng nếu mà mình mà đầu tư bài bản mà có chiều sâu hơn nữa thì những cái món ăn Việt Nam và những cái ẩm thực Việt Nam thì chắc chắn là sẽ có xuất hiện nhiều hơn trên mâm cơm gia đình của họ. Mà để làm được những cái việc này thì theo tôi thì có một vài những cái ý kiến riêng của mình để làm sao mà để gọi là thúc đẩy để phát triển nó mạnh hơn. Thứ nhất, cái việc đầu tiên là làm sao phải cố gắng làm sao đẩy mạnh được xuất khẩu các loại cái thực phẩm của mình, đảm bảo được chất lượng trong nước và cũng có thể là để đa dạng cái nguồn cung cho sở tại. Thứ hai là vấn đề là đào tạo xuất khẩu nhiều hơn các đầu bếp,
thật sự của Việt Nam, để họ có thể mang đến những văn hóa ẩm thực Việt Nam mang tính chất thật chuyên nghiệp và thật sự hơn. Như vậy thì người Nga nó sẽ có cái, người ta sẽ có nhìn đúng hơn về cái ẩm thực Việt. Cộng thêm với kết hợp quảng bá du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa ẩm thực Việt tại Nga trên các kênh truyền thông kỹ thuật số thời 4.0 thì sẽ đưa đến cho người dân Nga ta sẽ có những cái nhìn nhận về cái ẩm thực của mình nó khác hơn nữa. Chính vì mấy năm đổ lại đây, khi mà doanh nghiệp tôi thì chúng tôi đã phát triển và làm, và thật sự là cũng rất là đau đầu trăn trở về cái vấn đề gọi là hàng thực phẩm của Việt Nam, bởi vì hiện tại bây giờ là cái lượng tiêu thụ nó cũng rất là lớn, nên là cũng hơn một năm rưỡi nay thì doanh nghiệp của tôi trực tiếp nhập khẩu và cũng thông qua một số những cái kênh ủy thác để nhập thực riêng những cái thực phẩm Việt Nam sang để dành cho cái chuỗi nhà hàng của mình. Trung bình thì bây giờ một tháng thì chúng tôi cũng nhập sang khoảng 30 cân để coi như là để phục vụ cho cái chuỗi nhà hàng của mình và cũng cung cấp cho một số những thành phố lân cận. Những cái mặt hàng thường thường thì dành cho quán thì nó sẽ gồm những cái mặt hàng chung chung là cà phê, chè, bún miến, phở, mộc nhĩ, nấm hương, nước mắm, rồi một vài những cái để phục vụ cho những cái món ăn Việt Nam. Nói chung là cái thị trường hàng mặt hàng đồ Việt Nam thì cũng nhu cầu cũng rất là cao. Thế nên là thiết nghĩ là cái vấn đề đấy là cũng phải cần cái sự hỗ trợ của tất cả mọi người để làm sao để cái vấn đề đấy nó có thể gọi là cái nguồn cung cho các doanh nghiệp ở bên này nó cũng ổn định hơn, chỉ tránh trường hợp như vừa rồi là cái vấn đề về cước vận tải rồi tất cả mọi thứ nó làm cho gián đoạn hết mọi việc. Vâng, thì tôi xin hết chia sẻ hết ý kiến của mình rồi, xin cảm ơn mọi người. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Đàm Anh Tuấn ạ. Thì ông Đàm Anh Tuấn thì đang đồng sở hữu một chuỗi nhà hàng Việt Nam là Sài Gòn và chợ, thì đã có những chia sẻ về ẩm thực Việt Nam tại Nga. Tiếp theo chương trình thì ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Dương Chí Kiên, chủ tịch công ty Golden Age Group, thì ông sẽ có bài trình bày về nhập khẩu hàng nông sản, nông thủy sản vào Liên bang Nga, các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch, thủ tục nhập khẩu, thanh toán, lựa chọn phương án logistics. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Kính chào ban tổ chức, kính chào tất cả cộng đồng doanh nghiệp, tất cả các bạn doanh nghiệp cùng tham gia cái hội thảo này. Tôi vừa nãy cũng đã nghe hết tất cả các phát biểu cũng như các con số của anh Minh, của anh Thành, những ý kiến của anh Việt. Thực ra những ý kiến này là những cái thông tin này, những cái ý kiến này nó là rất cần thiết cho chúng tôi hàng ngày, và là đấy là cũng là những cái việc mà tôi phải tiếp xúc giải quyết hàng ngày. Thì như anh Việt nói là đúng, chúng ta cần có đường tàu thẳng. Thì tôi là cái người cũng đã sang Nga như vậy là 33 năm rồi, và là cái người dỡ những cái tấn hàng đầu tiên của một cái của những con tàu đã đi từ Việt Nam đi thẳng sang sông Chiết Bua, đi người vượt 30.000 cây số đấy sang sông Chiết Bua. Và trong cái con tàu đấy là mười mấy 20.000 tấn ấy, là để chúng tôi để là cao su ở dưới, xong rồi là tương ớt, xì dầu, sau rồi là gạo, xong rồi trên nhẹ nhất thì là mì. Và tôi nhớ là khoảng 15 ngày coi như là tôi cùng với anh em tàu thủy thủ có như là bốc dỡ. Mà như vậy là cái đợt đấy là bồ câu nó đến rất là nhiều vì gạo nó rơi, anh em thỉnh thoảng còn mạn phép nấu cháo bồ câu. Cái điều đấy nói lên là hồi đấy chúng tôi, đấy là năm 1994-95 gì đấy, đã có 5 cái tàu phương Đông đi từ Hồ Chí Minh đi sang sân Việt Bua để dỡ hàng. Nhưng mà cái vấn đề logistics nó cực kỳ khó, là chúng ta đưa được hàng sang nhưng mà chúng ta đưa hàng về như thế nào. Vì vậy hiện nay đúng là tình hình cước tàu hiện nay rất là khó khăn, khi mà cái thị trường cước tàu hiện nay đã bị gọi như không phải là thâu tóm, mà bị gần như là bị thâu tóm
tất cả rất ngày xưa rất nhiều hãng để có thể đưa được ra những cái giá giá cước tàu cạnh tranh và có chúng ta có lựa chọn. Hiện nay cái việc này đã bị hạn chế rất nhiều, và trong cái việc này tôi có nhìn thấy một cái bàn tay vô hình của một cái nhà sản xuất lớn nhất thế giới, họ đã dần dần gom lại. Và trong cái tình hình hiện nay thì khi họ thấy là tại sao chỉ làm 1/4 ngày xưa mà lợi nhuận còn hơn ngày xưa, tội gì ta phải làm 4 lần mà cuối cùng lại không có lợi nhuận, thì cái này là một cái việc đúng là rất là khó và chúng ta cần phải giải quyết. Thì tôi ngay đi ngay vào cái vấn đề là giải quyết vấn đề logistics. Nước Nga thì là rất là lớn, thành ra khi mà chúng ta có khách hàng ở vùng nào ấy, thì chúng ta nhìn lại cái bản đồ như anh Thành đã đưa đấy, thì nếu mà ở CBD thì chúng ta nên đưa hàng vào Vĩnh Đông, hay là chúng ta đưa hàng vào Novosibirsk, hay là chúng ta đưa hàng vào Sankt Petersburg. Và mỗi một cái ngoài cái giá trị cước tàu của các cảng thì chúng ta cần tính được các cái đường logistics đến các khách hàng của chúng ta. Chúng tôi giả sử chúng tôi bán gạo, nhưng mà chúng tôi nhập gạo từ Ấn Độ và Sankt Petersburg, xong rồi chúng tôi lại đi đường tàu đến tận Irkutsk và Novosibirsk. Tại vì giả sử là Việt Nam Ấn Độ thì đi Viễn Đông rất là xa, hoặc Việt Nam thì đi đi đến Sankt Petersburg cũng là xa, thì chúng tôi lại đưa gạo đến Vladivostok. Thực ra thì cái đấy là cái vấn đề mà gọi là logistics chúng ta cần phải tính toán. Thế thì trong cái thời gian hiện nay ấy, thì bản thân cái cước tàu, bản thân cái đường đi ấy, nó đều có những cái mạo hiểm cả. Khi mà đường Novosibirsk và đường Sankt Petersburg bị tắc, thì tất cả mọi người đổ đi vào đường Viễn Đông. Nhưng mà chúng tôi cũng có hàng đi qua Viễn Đông, nhưng mà thực tế là đi qua Viễn Đông là hơn 3 tháng, đến khi 4 tháng. Trong khi riêng cái thời gian nằm ở cảng Busan ở Kare cũng đã 1-2 tháng rồi. Vì sao? Vì là nói chung là trên thế giới hiện nay thì sẽ không có cái gì gọi là quá là cái bức tranh nó rất là rõ. Nếu mà chỗ này nó tắt ấy, thì ngày hôm sau chỗ kia nó sẽ tắt thôi, giống như là ở chúng tôi đi đường ở trên đường Moscow ấy. Nếu mà hôm nay mà cái độ tắc nó là 10 ấy, thì chỗ khác cũng là 9 thôi. Thành ra khi mà các doanh nghiệp làm việc và đưa hàng đến nước Nga ấy, thì chúng ta cần có cái sự lựa chọn. Khi chúng ta làm việc với các hệ thống khách hàng lớn hoặc là chúng ta luôn có hàng ấy, thì bây giờ chúng ta phải chia trứng ra nhiều giỏ. Có thể chúng ta phải đi một số hàng qua Viễn Đông, một số hàng qua Novosibirsk và một số hàng qua Sankt Petersburg. Bằng cách đấy chúng ta có thể giảm thiểu được những cái mạo hiểm khi mà chúng ta không có hàng. Nếu mà nói về giấy tờ để nhập khẩu hàng nông sản sang đây thì qua một cái thời gian dài, nước Nga đã tăng cái quá trình tự lập, tự chủ và cái uy tín của từng doanh nghiệp cho từng doanh nghiệp quyết định. Vì vậy cái hệ thống mà làm các cái gọi là giấy tờ safety card chất lượng ấy, thì nhiều lúc họ đối với những cái mặt hàng không phải là thiết yếu, không ảnh hưởng đến những cái an ninh về dịch bệnh, rồi là về dịch bệnh sâu bọ hay gì đấy, hoặc là an ninh đến con người, thì họ sẽ tự cho mọi người tự mình làm cái safety card và mình đứng ra khẳng định với cái người tiêu dùng đấy là trách nhiệm của mình. Họ luôn nghĩ rằng trong một cái tương lai gần, trong cái xu thế hiện nay ấy, thì uy tín của doanh nghiệp ấy sẽ là đắt hơn, sẽ là cao hơn cái chuyện mà đi xin ai một cái safety card. Tất nhiên ấy, nếu mà nói về nhập khẩu thì chúng ta thấy là có gạo, cà phê, chè là những cái mặt hàng rất là mạo hiểm. Khi mà trong cái quá trình nhập ấy, chúng ta có những con trùng, con bọ có thể là nó còn sống, có thể là chết, nhưng mà khi mỗi lần như vậy thì rất là phức tạp, có thể phải làm một cái đợt khử trùng mới hoặc là có thể phải đưa về, chi phí rất là cao. Và ở nước Nga ấy, dù sao thì vẫn giống Việt Nam ở một số chỗ tức là khi mà làm hải quan mà có những cái vấn đề như vậy thì họ rất là quan liêu và có thể sẽ gặp những cái tiêu cực để mà cho qua được. Thì chúng ta đối với các nhà nhập khẩu thì đấy cần rất là phải tránh, và khi làm như vậy thì nếu mà đã đơn hàng lớn thì chúng ta nên sử dụng các cái nhà kiểm tra chất lượng có giấy tờ, có khẳng định để chúng ta có thể
khẳng định được cái chất lượng của chúng ta, tránh những cái chuyện tức là tranh cãi mà không đến đâu cả, rồi cuối cùng thì chúng ta mất tiền rất nhiều cho kho bãi. Đấy là về vấn đề giấy tờ. Về vấn đề tiêu thụ ở nước Nga thì tôi có ý kiến thế này, tức là hiện nay nước Nga rất là giống nước Mỹ. Sau khi nước Nga đã hơi chính trị một tí, và nước Nga sau khi đã ổn định được bên trong, bên ngoài và lấy lại được vị trí của mình rồi, thì nước Nga hiện nay đang muốn ấy, rất muốn ấy, là cái diện tích 1/6 thế giới này sẽ không phải là 150 triệu người mà phải là 400-500 triệu người, và cái khu của anh Thành ấy, Viễn Đông hay là CBD ấy, phải là một cái bức tường, phải là một cái khu cực kỳ phát triển, thêm được khoảng 5-6 thành phố, mỗi thành phố 1 triệu người nữa. Như vậy thì lúc đấy thì nước Nga sẽ không sợ cấm vận, không ai cấm được một cái người mà tiêu thụ lớn như vậy cả, mà nước Nga đấy là cái mục đích của nước Nga. Thì hiện nay nước Nga đang đi trên cái con đường đấy, nước Nga đang trở thành một nước mũi phẩy và đang muốn là dân số nước Nga, ai yêu nước Nga để đến đây làm ăn, nhiều văn hóa, càng nhiều văn hóa cũng không sao cả, càng nhiều màu da, nhiều mắt đen, tóc đen hay là da đen không quan trọng, chỉ cần đến đây yêu nước Nga, làm việc, trả thuế và tiêu thụ thật nhiều cho nước Nga thôi. Điều đấy nói lên là gì? Chúng ta đang đứng trước một cái cơ hội, chúng ta đang đứng trước một cái thời điểm của một nước mỹ phẩy, mà nước này thì cũng mạnh, cũng giàu và cũng có rất nhiều tài nguyên như anh Thành đã nói. Điều đấy là gì? Nếu mà chúng ta doanh nghiệp Việt Nam mà đặt được một cái chân sang đây, tìm được một khách hàng, tìm được một hệ thống tiêu thụ thì cái tương lai sẽ rất là tốt. Đấy là về thị trường, về bản chất của hàng hóa thì và cách kinh doanh thì như anh Minh, rất cảm ơn anh Dương Hoàng Minh đã luôn luôn ủng hộ và nói chuyện cũng như là giới thiệu các doanh nghiệp trong hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nga cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tôi nghĩ điều này cũng không phải là không có gì là tồi, mà có thể đây là rất tốt, vì chúng tôi là những người đã cực kỳ có nhiều kinh nghiệm và có một thâm niên, và cái chính là chúng tôi hiểu được thị trường, hiểu được luật pháp và hiểu được các kênh tiêu thụ. Và trong cái tình hình hiện nay, khi chúng tôi đã là những doanh nghiệp làm việc lâu năm ở Việt Nam, thì nếu mà bất kể các bạn doanh nghiệp nào muốn tìm hiểu thêm về chúng tôi thì các bạn có thể xem được rất nhiều thống kê. Như anh Minh và anh Thành thì biết được thống kê của Nga nhập khẩu, xuất khẩu, thì các bạn cũng phải biết được chúng tôi qua cái danh sách nhập khẩu và xuất khẩu của chúng tôi từ Việt Nam, ai là công ty nào bán cho chúng tôi thì có thể hỏi, đúng không? Cái đấy hiện nay trên cái hệ thống thông tin hiện nay cũng rất là tốt. Và chúng tôi thì đã, khi chúng tôi làm việc ấy, thì chúng tôi có luôn có những doanh nghiệp ở đây Việt Nam ở Nga thì luôn có một cái thực ra là nguyện vọng, không phải nguyện vọng mà có cái thực tế, là vì chúng tôi đã ở đây rồi thì chỉ làm việc lâu dài, và lâu dài thì phải bền vững thì phải tin tưởng và phải xây dựng cái thị trường, phải xây dựng văn hóa. Nếu các công ty Việt Nam nào có được cái chiến lược phát triển tốt, tức là không phải là 1 công 2 container, 10 container xong rồi thôi, mà là có cái chiến lược phát triển 5-10 năm để thành có một chỗ đứng trên một cái mức mỹ phẩy ấy, thì chúng ta cần có những cái chiến lược dài hạn, tìm những cái bạn hàng lớn và có một chiến lược chung, cái đường đi. Và cái đường đi này có thể là nửa năm đầu nó không đưa lại kết quả, nhưng tôi nghĩ là 2-3 năm thì nó sẽ rất tốt. Ví dụ như cái mặt hàng sạch sấy 4 năm trước không có gì cả, và nhưng tôi biết đến một anh là anh cũng bắt đầu cũng đưa sang với cái tư tưởng là cái người mà thúc đẩy thị trường thôi và có cổ phần đấy chẳng hạn. Nhưng mà từ sau thị trường phát triển lên rất nhiều, bây giờ không những là cái 10 triệu đô đấy nó tạo thành bởi một, không phải một công ty, một nhà máy sản xuất sang, mà còn rất nhiều nhà máy, và tôi nghĩ cái lĩnh vực đấy còn phát triển. Về cái chất lượng mặt hàng ấy, thì nước Nga lại rất là dễ tính, và nước Nga có rất nhiều cái, Việt Nam có rất nhiều cái mà Việt Nam, nước Nga muốn hay không muốn cũng không thể xuất được.
ở Mỹ chẳng hạn, ở dưới vùng Florida ấy, họ trồng được đủ thứ na rồi là bưởi rồi là mít, tất cả các thứ ở đây thì không có. Có những cái mặt hàng lúc nào Việt Nam mình cũng làm được. Thế thì chỉ có một cái mà Việt Nam chưa làm được, đấy là cái công nghệ chế biến của Việt Nam. Cái công nghệ chế biến của Việt Nam thì đang kém so với Thái Lan. Nếu mà chúng ta trong cái tinh thần, trong cái tình hình đầu tư rất nhiều và các doanh nghiệp Việt Nam đã có sức mạnh, đã hiểu vấn đề để vươn ra thế giới với những sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng ấy, và chúng ta chú trọng vào cái đấy, thì nước Nga sẽ tiếp nhận. Nước Nga hiện nay chúng ta thấy là các cái thu nhập trung bình của Nga không cao. Rất nhiều công ty ở Nga ấy là họ phát triển từ các vùng quê, xong họ bắt đầu mới mạnh ở vùng quê rồi thì họ lên Moscow. Thì mặt hàng Việt Nam cũng vậy, chúng ta có thể chăm chỉ đưa cái mặt hàng của chúng ta về những vùng quê. Ở đấy thì như chè, cà phê hay là các cái thứ của chúng ta ấy, chưa cần đến thương hiệu lắm, chỉ cần ngon bổ rẻ. Thì khi đấy thì chúng ta có thể phát triển và có những thương hiệu ở quê, không phải ở quê mà ở vùng, mình không nói quê, ở vùng các vùng khác mà cái giá trị, cái đồng lương của họ chưa cho phép dùng những thương hiệu tốt mà quảng cáo ở trên TV. Thành ra ở những vùng đấy thì có thể không cần hàng của ta, không cần quảng cáo trên TV, chúng ta vẫn có thể bán được nếu mà có người cùng với chúng ta chịu khó đưa hàng đến tận nơi, từng cái vùng sâu vùng xa để có hàng bán. Đấy, thế thì tôi cũng có một thêm ý kiến nữa là thực ra ấy, là khi làm việc với Việt Nam, làm việc với Nga thì các doanh nghiệp Việt Nam nên sử dụng cái phương án thanh toán là PP. Thực ra là phương án LC là không thực tế. Phương án PP thì chúng ta cũng cần cẩn thận, vì cái vấn đề là một cái công ty của Nga họ mở cũng tốn, như anh Minh đã nói mấy lần trước ấy, là để mở một công ty chỉ tốn 140 đô thôi. Và chúng ta không nên là trong khi mà chúng tôi muốn một cái nhà máy làm việc thì chúng tôi dài hạn, thì chúng tôi cũng phải chứng tỏ chúng tôi là người có biết kinh doanh và có khả năng thanh toán. Thành ra những 3, 6, 1 năm đầu tiên ấy, thì chúng ta nên làm việc với khách Nga theo cái phương án là PP 100%. Đấy chính là cái thời gian để hai bên tìm hiểu được nhau và hiểu được cái khả năng của nhau. Thế sau đấy thì định hướng phát triển, định hướng thị trường thế nào, phát triển thế nào, cần bao nhiêu vốn, cần bao nhiêu hàng, chúng ta có thể đưa đến cái phương án là được chồng nợ, được có cái hạn ngạch nào đấy để cho luồng hàng đi đều và đáp ứng được cái khả năng của thị trường. Nhưng tôi không khuyên là ngay từ những phương án đầu là đã cho một cái nợ hay gì đấy. Khi mà cho nợ như vậy, tôi biết là anh Minh nhiều lúc là phải đi tìm các cái khách hàng mà nhà không gửi hàng sang, không đòi được tiền, là đi tìm, mà thực ra đi tìm những nhà hàng rất là rộng lớn. Mà còn cái tình hình nữa là như các bạn biết là ngay cả cái giá thành sản xuất của mình bây giờ là cực kỳ thay đổi, cũng như giá thành cước tàu, giá thành vận tải cực kỳ thay đổi. Thành ra một số doanh nghiệp của Việt Nam, như tôi, tức là đích thân tôi biết là một số doanh nghiệp Việt Nam đôi khi trong tình hình hiện nay Covid về tất cả mọi thứ thay đổi này đã không tính được cái khả năng tăng giá của nguyên liệu, quá trình cái khả năng sản xuất nhiều hoặc là cái giá cả, mà lại đi ký với các công ty của Nga ấy, những hợp đồng lớn và đã nhận tiền đặt cọc. Và khi mà không mà mình lại đi ký điều kiện phốt à, điều kiện ship tức là có cả cước tàu nữa, thì trong hiện tình hiện nay tôi khuyến cáo các nhà, tôi thực tế tôi rất muốn ký như vậy, nhưng mà tôi là người Việt Nam, tôi khuyến cáo là các doanh nghiệp Việt Nam không nên ký các hợp đồng với điều kiện với những cái thời hạn sản xuất quá lớn, số lượng hàng quá lớn, và ký theo hợp đồng ship, vì thì chỉ cần có một cái gì đấy nó xảy ra thì lúc đấy là các bạn sẽ bị lỗ rất là lớn, không thể cung cấp hàng được. Và nước Nga hiện nay đã làm việc theo kiểu tốt rồi, họ luôn đòi là các hợp đồng mà chuẩn chỉnh đều được kiện ở những thành phố mà của họ. Mình bay sang đây mình kiện không được mà mình thua rồi thì cũng rất là mệt. Coi như là một lần mà mình sai như vậy thì có thể là cánh cửa vào thị trường Nga nó sẽ đóng lại, khép lại. Mà thế còn một số các cái
một số quay lại một số các cái hàng như thủy sản thì đúng là những hàng này là những hàng có điều kiện vì nước Nga họ kiểm soát rất chặt những cái an toàn thực phẩm như vậy thì chúng ta cái này chúng ta phải làm việc rất là chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp với bên tham tán thương mại Liên minh và những cái hàng thủy hải sản thì đúng đúng là có thể là nói đi thì nói lại tức là nó có thể có nhưng thực ra ấy, thì cái vùng biển Việt Nam mình hiện nay còn rất nhiều các con cá biển và những cái con cá biển này ấy, hiện nay ấy, là nước Nga ấy, là nói rất hay là nếu mà mọi người đi thăm ở vùng Sochi thăm cái vùng phía Nam Crimea hay là Sochi thì ví dụ một cái ví dụ rất là hay cho các bạn là cho mọi người là rất nhiều con cá ở đấy thực ra không phải là biển của Biển Đen hay là Sochi gì cả đấy chẳng ai đánh bắt gì cả mà thực ra rất nhiều con cá đấy được nhập từ Chile, Ecuador và nó rất nhiều con cá rất giống cá của Việt Nam mình đấy, hay như là nếu mà đi Sochi đi Crimea mà chúng ta mua mấy con sò biển đấy, mấy con sa biển hay là những cái đồ gọi là sò ốc hay là gì đấy của để làm quà ở Crimea ấy, thì tôi biết cái đấy là công ty tôi là hải quan tức là có một anh ở Việt Nam anh Tuấn ở sống ở Crimea xin telecom một năm anh đánh khoảng độ 4-5 container toàn là cái sò biển và tất cả những cái sao biển về những cái con sò đấy và đưa xuống bán cho dân Nga tuy là đấy là đồ của Nga thì điều đấy nói lên cái gì nước Nga nó ít sản xuất được lắm không sản xuất được những cái gì mà dính đến tay hay là gì đấy thì cái đấy điều đấy nói lên là hiện nay là gì là mọi người nếu có mặt hàng tốt thì như anh Minh nói là chúng ta đi triển lãm bây giờ không như ngày xưa nữa tất cả các triển lãm thì hầu như mọi người nghĩ là thị trường đã định hình hết rồi thành ra đi lên triển lãm chỉ có uống rượu với nhau thôi thành ra nếu mà tự dưng trên triển lãm mà có một cái công ty nào mới anh em đều xuống vào xem hết rất quan trọng nào đây đi triển lãm đây nhỉ và cái phương án triển lãm đấy là chính là con đường của Thái Lan họ đã đi họ cứ miệt mài họ đi và bây giờ giá triển lãm giá chi phí triển lãm hiện nay không đắt mọi người nếu mà có chiến lược thì đi triển lãm sẽ là rất là tốt đấy, thứ hai là tình hình hiện nay thực là ngoài cái vấn đề là bị gãy chuỗi cung ứng còn có vấn đề là cung ứng đây là gãy gãy tất cả không những cung ứng sản phẩm mà còn cung ứng nguyên liệu thành ra doanh nghiệp nào của chúng ta mà vẫn có hàng đều mà giá cả phải tăng ấy thì chúng ta cứ đăng lên mạng thôi hoặc là đi triển lãm hoặc là nhờ những người quen ở bên Nga thì tôi nghĩ là cứ có sản phẩm tốt là tự mọi người đến nhưng mà chú ý bán tốt rồi và tôi xin cảm ơn nói hơi dài là lung tung nhưng thông xin mong mọi người thông cảm xin cảm ơn chúc mọi người mạnh khỏe các doanh nghiệp luôn thành công có nhiều sản phẩm tốt và tìm được nhiều thị trường mới xin cảm ơn. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Dương Chí Kiên ạ. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Incentra, sẽ có bài phát biểu về các kênh tiêu thụ hàng hóa trên thị trường Nga, hướng đi cho sản phẩm Việt Nam. Xin trân trọng kính mời ông. Xin kính chào tất cả các quý vị. Lần đầu tiên tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Cục Xúc tiến Thương mại và gửi cảm ơn đến anh Minh Thương vụ đã có những cái nỗ lực rất là hoành tráng trong những cái thời gian gần đây. Chúng ta đã tổ chức được rất nhiều những cái chuỗi sự kiện để cùng tham gia với nhau, chia sẻ cùng với doanh nghiệp Việt Nam để phát triển cái kinh doanh thương mại giữa hai thị trường Nga và Việt Nam ạ. Thì tôi cũng xin được tiếp nối đến những cái bài phát biểu trước đây của các cái diễn giả trước và xin động xin được phân tích một số các cái thông tin rất là quan trọng. Và theo cái cách quan sát của chúng tôi về cái thị trường phân phối và các cái kênh phân phối. Hello. Hello.
Alo. Cái alo. Vâng, mời anh tiếp tục ạ. Chắc là có cái lỗi gì đấy rồi, cái đường truyền âm thanh nó không được tốt lắm. Dạ vâng. Vâng, tôi xin phép được tiếp tục ạ. Người ta nói về các cái kênh tiêu thụ hàng hóa tại thị trường Nga này, thì tôi muốn đưa đến một số các cái khía cạnh theo cái quan sát của chúng tôi về cái sự khác biệt của cái thị trường bán lẻ cũng như là cái cách phân phối hàng hóa ở cái thị trường B2B cũng như B2C tại Nga này. Nó có một số các cái điểm mà có thể theo như là chúng tôi nhận định nó khác về cơ bản so với các cái thị trường ở Âu Mỹ. Nếu như ta nói đến các cái kênh phân phối kinh điển như là các cái khu siêu thị và các cái chuỗi phân phối sản phẩm cho người tiêu dùng bán mua lẻ tại thị trường Nga này, thì chúng ta phải nhận định là những cái cửa hàng siêu thị ở đây chỉ là cái nơi các cái nhà cung cấp họ đặt hàng ở đó để tiêu thụ thôi. Thế còn các cái chủ siêu thị và các cái chuỗi siêu thị thường ra họ không bán hàng mà họ bán các cái chỗ hay bán các cái sạp để phân phối hàng hóa cho các nhà cung cấp. Và cái đấy nó là một cái thể hiện, có thể tôi nói là nó khác cơ bản so với các cái thị trường khác. Ở các cái chuỗi siêu thị ở những cái thị trường phát triển ấy, thì thường họ là nhà cung cấp luôn, hoặc là họ mua hàng và sau đó họ bán lại bán lẻ. Thế nhưng mà các cái chuỗi siêu thị ở Nga thì phải nói đến 70-80% và đến 90% mặt hàng, mà có một số các cái chuỗi vừa mới phát triển đây là 100% mặt hàng họ bán trong siêu thị đều là hàng ký gửi của các nhà cung cấp. Thế thì đưa chúng ta một cái mục đích ở đây đấy, và một cái tiêu chí là hàng hóa Việt Nam muốn tiêu thụ ở đây, thì đầu tiên ấy, nếu như xét về cái khía cạnh là mong muốn của nhà cung cấp và các nhà hàng làm hàng xuất khẩu tại Việt Nam, là điều đương nhiên phải có là làm thế nào để hàng hóa có mặt tại nơi tiêu thụ, có nghĩa là có mặt tại này. Nên một phân tích theo cái cách đó ấy, thì con đường đi nó con đường dài và nó có nhiều công đoạn khác nhau. Thì tôi muốn đưa ra một cái ý tiếp theo nữa là gì? Là chính vì cái thực tế phân phối hàng hóa B2B và B2C tại Nga và cái kênh phân phối nó được hình thành như vậy ấy, thì hàng hóa đến được Nga nó phải qua được ít nhất là hai công đoạn. Công đoạn đầu tiên là công đoạn nhập khẩu và được xử lý bởi các nhà cung cấp nội địa. Các nhà cung cấp nội địa này sẽ phân phối các hàng hóa và sẽ đưa các cái hàng hóa đấy đó đến các cái sập kệ tại các khu siêu thị hoặc các cái chợ truyền thống và kể cả mặt sàn thương mại điện tử nữa, thì mới đến tay được người tiêu dùng. Thế thì con đường của hàng hóa Việt Nam đến tay được người tiêu dùng là nó sẽ đi được từ, nếu như ta nói đến câu chuyện động đến câu chuyện logistics và vận tải, đúng không? Một vấn chuyện câu chuyện rất là nóng hổi, nhất là trong cái thời đoạn bây giờ và các cái chuỗi cung cấp nó bị đứt gãy cũng như và kể cả chuỗi logistics nữa, thì nó sẽ phải đi được là thành ba giai đoạn lớn. Một giai đoạn đầu tiên là vận chuyển hàng hóa, giai đoạn thứ hai đến các cái nhà cung cấp và trung gian nội địa, và giai đoạn thứ ba mới đến được cái mặt sàn bán lẻ. Thế thì ở đây chúng tôi cũng xin được chia sẻ là Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga của chúng tôi và các đồng nghiệp của chúng tôi cũng như đối tác của chúng tôi sẵn sàng kết nối, hỗ trợ và tư vấn cho doanh nghiệp Việt Nam làm hàng xuất khẩu và có mong muốn kinh doanh và phát triển cái thị phần của hàng hóa cũng như là phát triển thương hiệu của mình tại thị trường Liên bang Nga này. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn trong tất cả các công đoạn, trong tất cả các bước. Và cái điều đó nó sẽ phụ thuộc trực tiếp vào cái chiến lược phát triển cũng như là cái mức độ phát triển và quy mô của từng mặt hàng một, của từng phân khúc một và của từng doanh nghiệp một. Tôi muốn đưa lại thêm một số các cái để quan sát các cái kênh và các cái thị trường bán lẻ. Thì cũng như anh Thành và các anh cũng đã phân tích ở trước đây ấy, thì nó có ba cái mô hình phân phối hàng hóa chủ yếu. Thì ở nước Nga nó cũng như vậy thôi. Đầu tiên là các cái siêu thị bán lẻ, đúng không ạ? Một cái kênh phân phối mà có thể nói là nó có một cái sự bùng nổ
khủng khiếp với cái doanh số tăng trong những năm gần đây. Trong 5 năm gần đây là doanh số mỗi năm nó tăng từ 100 đến vài trăm phần trăm, là cái mặt sản kinh và cái mô hình kinh doanh điện tử và phân phối bán lẻ điện tử. Và cái mô hình cuối cùng là các cái khu chợ truyền thống và các cái cửa hàng nhỏ lẻ, thì tất cả những cái mặt sàn cung cấp này đều được sự tham gia của tất các cái nhà cung cấp nội địa là những cái công ty họ làm thương mại, và bao giờ họ cũng có những cái gói hàng tương đối là đa dạng để cung cấp tại chỗ cho tất cả các cái chuỗi bán lẻ, nhưng mà các cái phương thức bán lẻ này thì cái con đường của hàng hóa, kể cả là sản xuất nội địa cũng như là hàng nhập khẩu tại thị trường bán lẻ nước Nga, nó đều đi qua ba cái gọi là ba cái phễu phân phối như vậy. Thì ở đây chúng tôi thấy được là lại một lần nữa xin gửi đến cái thông điệp đến tất cả các quý vị, nhất là các công doanh nghiệp mà có nhu cầu và mong muốn tiếp cận với cái thị trường Nga. Và tôi mong là trong cái phần tiếp theo của chương trình, tại cái phần hỏi đáp ấy, sẽ nhận được chúng tôi cùng các cái đồng nghiệp và các diễn giả khác sẽ nhận được những cái lời đề xuất hay những cái câu hỏi rất là cụ thể để chúng tôi có thể được trả lời và đưa đến những cái phương thức để chúng ta cùng hợp tác và hỗ trợ nhau. Xin một lần nữa cảm ơn anh các chị, và xin chuyển lời đến lại cho MC để chúng ta tiếp tục trong cái chương trình tiếp theo. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông ạ. Và thưa quý vị, phần tham luận của ông Lê Trường Sơn đã kết thúc cái phần tham luận hội nghị ngày hôm nay. Thì tiếp theo chương trình sẽ là phần hỏi đáp. Thì ban tổ chức xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu, Cục Xúc tiến Thương mại sẽ điều hành phiên hỏi đáp ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời bà. Cảm ơn MC. Sau đây thì ban tổ chức sẽ dành thời gian để quý vị đại biểu các cơ quan, doanh nghiệp có thể là giao lưu, tương tác trực tuyến, đặt câu hỏi, chia sẻ những cái vấn đề mà quý vị quan tâm tới thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga, tới chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Viễn Đông, cũng như là Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga, Hội Người Việt tại Primorye, cùng các đại diện các doanh nghiệp khác của chương trình. Quý vị nào có nhu cầu muốn tương tác hoặc là đặt câu hỏi trực tiếp thì có thể giơ tay thì kỹ thuật của chương trình sẽ ép quý vị vào trong phần panelist của chương trình ạ. Dạ vâng, xin mời anh Nam Viên ạ. Khi các anh chị giơ tay thì kỹ thuật của chương trình sẽ bấm để add các anh chị vào panelist của chương trình. Thế và các anh chị khi mà nhận được cái thông báo là vào panelist thì các anh chị bấm đồng ý ạ, để có thể là lên hình, lên tiếng thì tương tác trực tiếp với các diễn giả của chúng tôi. Vâng, xin mời anh Nam Viên ạ. Anh có thể bật micro và bật camera lên ạ. Vâng, xin chào ban tổ chức, xin chào các quý vị. Rất hạnh được tham gia cái buổi tọa đàm ngày hôm nay. Tôi là Phạm Đình Nam, tôi đến từ Viện Ứng dụng Công nghệ và Phát triển Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Khoa học. Qua cái trao đổi của một số diễn giả tại thị trường Nga thì chúng tôi thấy là có một số cái vấn đề mà chúng tôi cần được hỏi đáp nhiều hơn và được chia sẻ nhiều hơn trong lĩnh vực nông nghiệp. Xin thưa quý vị là chúng tôi thấy rằng là đây là bức tranh tổng thể, chúng ta đã hình dung được là như vậy, nhưng mà những người sản xuất ở Việt Nam á, cần hơn và hơn nhiều nữa những cái câu chuyện cụ thể. Một, các quý vị đều biết là Việt Nam chúng ta có sản phẩm sạch an toàn lâu rồi đúng không ạ? Bây giờ không phải dừng lại như thế, chúng ta có sản phẩm Việt Gáp, thực hành nông nghiệp tốt tiêu chuẩn của Việt Nam. Chúng ta có những sản phẩm đạt chuẩn Global Gap toàn cầu, chúng ta có những sản phẩm đạt chuẩn organic hữu cơ, và
Xin vui mừng thưa các quý vị là ngày 15 tháng 10 năm 2018 thì chúng ta đã có nghị định về nông nghiệp hữu cơ. Như vậy thì chúng ta có đầy đủ các cái hành lang pháp lý cho những sản phẩm của chúng ta tiếp cận thị trường trong nước, khu vực và quốc tế. Chúng ta lại một loạt các cái hiệp định thương mại mậu dịch tự do EFTA chúng ta đã ký với khoảng 14 hiệp định như vậy. Thì tôi thấy rằng là qua đây thì các diễn giả cho một số cái ý kiến về một số hình ảnh bức tranh, thì tôi thấy là bức tranh về thị trường Nga nói riêng và thị trường vào EU nói chung hiện tại là cũng không sáng rõ lắm và đang gặp những cái khó khăn chung. Thế thì tôi nghĩ rằng là xin hỏi các diễn giả luôn là cái tiêu chuẩn Việt Gáp của Việt Nam như vậy thì tương đương và tương đồng gì với tiêu chuẩn gì ở bên Nga về an toàn thực phẩm, về chất lượng an toàn thực phẩm, hay tiêu chuẩn Global Gap đã có cần chưa khi các doanh nghiệp áp dụng để đưa vào thị trường Nga mà đang như các vị đang nói là dễ tính, hay cái tiềm năng cho những cái sản phẩm mà cao cấp mà Việt Nam chúng ta đã có, đó là sản phẩm organic, sản phẩm hữu cơ mà được chứng nhận bởi tiêu chuẩn của Mỹ, tiêu chuẩn của EU, tiêu chuẩn của Nhật, những cái sản phẩm cao cấp như vậy thì cái thị phần ở thị trường Nga như thế nào? Và qua đó thì chúng tôi cứ nghĩ rằng là các doanh nghiệp Việt Nam á, cũng không thể biết được, đây là bức tranh tổng thể chúng ta sơ sáo ra thôi. Thế còn chúng tôi mong muốn là các doanh nghiệp Việt Nam đang mong muốn là có những cái chuyên đề cụ thể, chúng ta nên có những chuyên đề cụ thể chi tiết cho cái câu chuyện tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn thủ tục giấy tờ, có bao nhiêu loại giấy tờ, có bao nhiêu cách thức làm việc và một số những cái chuyên đề rất cụ thể thì chúng ta mới có thể là giúp được cái sản phẩm nông sản của chúng ta đa dạng và nhiều chủng loại vào thị trường Nga nói riêng và thị trường EU nói chung. Thực ra còn rất nhiều vấn đề nữa, nhưng mà với tư cách là Viện Ứng dụng Công nghệ Phát triển Nông nghiệp Việt Nam thì chúng tôi cũng xin khuyến cáo và chia sẻ với các doanh nghiệp nhập khẩu mà của Việt Nam tại Liên bang Nga là các quý vị cũng nên tìm hiểu sâu sắc hơn sản phẩm của Việt Nam. Gần đây Bộ Nông nghiệp mà Bộ Công Thương và một số các cái hệ thống chính trị Việt Nam đang chú trọng rất nhiều trong lĩnh vực nông nghiệp và chúng ta có những sản phẩm rất là đặc thù, đặc sản. Ví dụ như gần đây chúng ta có những sản phẩm ô cốp, mỗi làng, mỗi xã một sản phẩm đặc sản. Như vậy thì có nên chăng các quý vị cũng tìm hiểu và tư vấn ngược lại cho những doanh nghiệp cụ thể ở Việt Nam để cho chúng ta có một cái hướng về một cái sản phẩm, một cái đường đi nó mạch lạc và rõ ràng hơn. Và một câu hỏi cuối cùng là tôi thấy là cái câu chuyện logistics đang khó khăn như vậy thì tôi mạn phép nghĩ đến câu chuyện là tại sao các doanh nghiệp ở bên Nga đó, Liên bang Nga đó, tại sao chúng ta không có những kho ngoại quan này để mà chúng ta lưu giữ hàng hóa của bà con chúng ta gửi sang, doanh nghiệp chúng ta gửi sang, và chúng ta sẽ giúp họ bao gói, điều tiết rồi làm tất cả những bảo quản và sơ chế hoặc là những cái động tác kèm theo để cái hàng chúng ta nó được thông, chứ không thì nó đang lênh đênh như trên ngoài biển mà tàu mà đầy container mà chưa được nhập cảng như một cái diễn giả vừa nói. Thì tôi thấy rằng là cái đấy nên chăng chúng ta nghĩ ra một cái hướng gì đó. Vâng, tôi xin phép được dừng lời đây. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Nam. Xin nhờ thương vụ giải đáp giúp ạ. Alo. Vâng, tôi thấy những cái chia sẻ, những ý kiến của anh Nam là rất là hữu ích, và đây là cũng là trăn trở của chúng tôi. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi với cùng anh Lê Trường Sơn và các anh cũng đã trao đổi rất nhiều, chúng tôi đã tham dự một cái buổi cái hội nghị về thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang Nga, lúc đấy là do cái Liên minh Hợp tác xã tổ chức. Thì có thể nói đây là một cái vấn đề rất là nóng hổi về xuất khẩu cái hàng của Việt Nam ra thế giới trong bối cảnh Việt Nam đã ký rất nhiều cái hiệp định thương mại tự do với EU rồi với Liên minh Kinh tế Âu.
Thì đây chúng tôi thấy là có một cái điểm như thế này. Tức là hiện nay như anh nói là chúng ta các sản phẩm Việt Nam là có rất nhiều sản phẩm sạch, có đầy đủ các hành lang pháp lý để giúp cho sản phẩm chúng ta có thể tham gia được các thị trường nước ngoài. Tuy nhiên một cái vấn đề là tôi thấy hiện nay các doanh nghiệp chúng ta làm nó chưa được tốt lắm. Thứ nhất là về cái khâu về thị trường đấy, các doanh nghiệp chúng ta vẫn còn rất là, hiện nay chúng ta cũng chưa năng động, chưa chủ động trong việc tham gia tìm hiểu thị trường, kể cả thị trường Nga cũng như các thị trường các nước. Thì chúng tôi thấy là cái việc tham gia các hội chợ triển lãm như lúc nãy anh Dương Như Kiên có nói ấy, thì nó sẽ giúp cho doanh nghiệp chúng ta thấy được cái sản phẩm mà thị trường cần, thị trường họ cần những cái sản phẩm như thế nào, thì chúng ta sẽ làm cái sản phẩm để đáp ứng cho thị trường đấy, chứ chúng ta không bán cái sản phẩm mà Việt Nam có để cho nước ngoài nữa, mặc dù sản phẩm chúng ta là đạt đầy đủ các tiêu chuẩn về sạch, rồi có đầy đủ các chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn nước ngoài. Đối với thị trường Nga, tôi thấy là về cái đối với mặt hàng nông sản ấy, thì theo nhìn nhận chúng tôi thì là cái yêu cầu của họ là không quá cao như thị trường EU đâu. Quan trọng là chúng ta có cái sản phẩm gì nó đáp ứng yêu cầu của họ thôi. Cái thứ hai là về cái logistics ấy, thì lúc nãy anh Đỗ Việt có trao đổi, thì hai anh em thì cũng nhân cái hội thảo này cũng đã trao đổi trực tiếp với nhau. Thì tôi dự kiến là trong thời gian tới sẽ phối hợp với Cục Xuất Nhập Khẩu của Bộ Công Thương và Hiệp hội Logistics Việt Nam, tôi sẽ có cái buổi trước mắt là trao đổi giữa các doanh nghiệp với thương vụ, các doanh nghiệp Nga, Việt Nam ở Nga hiện nay và các doanh nghiệp làm Logistics Việt Nam, ta thử xem có một cái hướng đi nào để thúc đẩy cái việc kết nối, đưa cái hàng Việt Nam trực tiếp từ Việt Nam sang Liên bang Nga và ngược lại, chứ không đi qua các cảng trung chuyển nữa. Như vậy thì nó tốn rất nhiều thời gian và tốn đánh mất cơ hội cho hàng Việt Nam. Thì đấy là cái ý kiến của tôi. Cũng mà xin anh Trường Sơn hoặc anh khác có thêm ý kiến ạ. Xin hết. Vâng, cảm ơn anh Minh. Xin mời ý kiến của các diễn giả khác ạ. Tôi xin có ý kiến ạ. Alo. Dạ vâng, mời anh. Vâng, tôi xin phép có được ý kiến từ cái góc nhìn của doanh nghiệp. Thế thì cũng rất là cảm ơn anh Nam đã đưa ra được hai cái ý mà tôi thấy rất là tâm đắc. Cái ý thứ nhất là nói về các cái rào cản phi thương mại và cái chuẩn chuẩn global chẳng hạn. Thế thì đầu tiên tôi muốn nói đến một cái khía cạnh như thế này, nước Nga là và các cái nước liên minh kinh tế Á-Âu họ có một cái chuẩn riêng. Và cái chuẩn đấy theo như chúng tôi được biết là họ không tham gia vào cái hệ global và họ có cái hệ riêng của họ. Và nó được thực tế từ cái thời theo cái cách và cái cấu trúc của cái hệ chuẩn của nước Nga và các cái nước SND cũ, trong đó là các nước liên minh Á-Âu ấy, nó có một cái chuẩn riêng theo cái chuẩn từ thời Liên Xô cũ. Tất nhiên là họ cũng có một số các cái thay đổi để nó phù hợp với cái thị trường chung của thế giới. Nhưng mà tôi xin nhấn mạnh một lần nữa là họ có một cái chuẩn riêng về các cái tiêu chuẩn chất lượng, nhất là nhờ với cái chất lượng và xuất xứ của các cái hàng hóa nhập khẩu. Thế thì ở đây, từ cái phía cạnh của doanh nghiệp ấy, thì chúng tôi có một cái đề xuất như thế này, cũng đề nghị thương vụ và cơ quan Bộ Công Thương lưu ý là với riêng các cái rào cản phi thương mại ấy, thì theo như chúng tôi được biết là giữa Việt Nam và Nga cũng như nước các cái nước Liên minh Kinh tế Âu đã có một cái chương trình thảo luận cũng như trao đổi với các cơ quan chức năng của bạn ấy, là có một cái lộ trình để chúng ta cùng công nhận với nhau một số các cái chuẩn và các cái tiêu chuẩn cũng như là một số các cái giấy tờ chứng minh về xuất xứ cũng như là chứng minh về chất lượng của sản phẩm ấy. Thì tôi nghĩ là từ khía cạnh của doanh nghiệp, chúng tôi cùng với các doanh nghiệp Việt Nam có thể sẽ đóng góp và tham gia được rất nhiều các ý kiến trong cái mạng công việc này, để làm sao để các cơ quan hữu quan của hai nước, để hai nhà nước và hai thị trường có thể công nhận và tạo ra những cái rào cản nó thuận lợi nhất, vừa phải nhất và tối ưu nhất đối với cái doanh nghiệp trong cái câu chuyện thông thương và làm thương mại. Đấy là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai, anh Nam có đề xuất đến cái kho ngoại quan ấy. Thực ra là kho ngoại quan ở Nga nó có rất nhiều, nhưng mà chúng ta phải hiểu là để sử dụng được cái dịch vụ của
cũng như là cái tiện ích của kho ngoại quan ấy, thì cái mức tiêu thụ cũng như là cái dòng hàng và nhu cầu nó phải đạt đến một cái mức nhất định. Thì cũng như anh Minh anh đã chỉ ra ấy, là doanh nghiệp chúng ta cũng như là cái mức giao thương hàng hóa hiện nay ấy, theo như tôi được nắm biết được là nó chưa đạt đến cái mức nhu cầu và đến cái mức độ mà có thể cần thiết để sử dụng cái kho ngoại quan để cung cấp cho cái thị trường bản địa. Nó cũng phụ thuộc rất nhiều các cái yếu tố và chủ quan cũng như là khách quan, nhưng mà đương nhiên ấy, chúng ta nhìn thấy ở đây là gì, là đối với hàng hóa giao thương, nhất là hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Nga, sẽ còn rất nhiều dư địa để chúng ta làm thương mại. Và cái đấy là một cái mà tôi cho là một cái khía cạnh rất là khả quan để chúng ta cùng nhìn đến tương lai và những cái công việc sắp tới một cách gọi là lạc quan nhất ạ. Xin dừng ở đây, chúng ta sẽ tiếp tục sang các câu hỏi khác. Vâng, cảm ơn anh. Còn anh nào muốn bổ sung thêm không ạ? Xin tiếp lời anh Minh và anh Sơn, thì tôi cũng có một số ý liên quan đến phần chia sẻ của anh Nam như thế này. Trong cái thời gian vừa qua thì quá trình mà đưa các doanh nghiệp hàng hóa của Việt Nam để xúc tiến với các cái thị trường nước ngoài thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều đề nghị của các hợp tác xã, các doanh nghiệp là muốn hỗ trợ đưa các sản phẩm OCOP của Việt Nam để xuất khẩu. Thế thì những cái sản phẩm OCOP thì bây giờ thì các hợp tác xã, các doanh nghiệp của chúng ta cũng đã nỗ lực để phát triển được chất lượng, phát triển được về mẫu mã, hình thức cũng khá là tốt rồi. Thế tuy nhiên thì khi mà đưa ra các cái thị trường nước ngoài để giới thiệu thì tôi thấy rằng là cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn. Bởi vì những cái sản phẩm đó thì rất nhiều khách hàng nước ngoài người ta chưa từng được biết đến. Thế nên là người ta cảm thấy rất là lạ lẫm đối với sản phẩm. Do đó là tôi thấy rằng là để đưa được những cái sản phẩm của chúng ta ra nước ngoài thì cái khâu cực kỳ quan trọng đấy là nghiên cứu thị trường, để xem là thị trường người ta cần gì. Như trong cái ý của anh Minh cũng đã nói đấy, là thị trường người ta cần gì thì lúc đó là mình giới thiệu những cái sản phẩm mà thị trường cần thì sẽ hiệu quả hơn là mang đi những cái sản phẩm mà mình có, mặc dù là những cái sản phẩm mà mình đang nỗ lực mình làm rất là tốt nhưng nó là đặc sản địa phương, mà khi mà người nước ngoài người ta chưa biết đến những cái đặc sản địa phương thì người ta sẽ rất là e dè trong cái việc là hợp tác với chúng ta để mà nhập khẩu. Xin mời các câu hỏi tiếp theo ạ. Các doanh nghiệp nó có nhu cầu chia sẻ với các diễn giả thì có thể giơ tay ạ. Trong quá trình tiếp nhận các đăng ký của doanh nghiệp khi mà tham gia cái phiên tư vấn này thì chúng tôi có nhận được một số những câu hỏi của các doanh nghiệp. Thì sau đây tôi xin phép là nêu những câu hỏi này nhờ thương vụ và các diễn giả của chương trình giải đáp giúp. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu Viha 3 muốn tìm hiểu về tiềm năng xuất khẩu và cách thức tiếp cận đối với sản phẩm chè và tương ớt sang thị trường Nga. Xin nhờ anh Sơn hỗ trợ cho câu này ạ. Vâng, chúng tôi xin được gửi lời chào đến doanh nghiệp Viha 3 và cũng có một cái lời đề xuất như thế này. Theo như tôi nhận định thì cái mặt hàng chè và tương ớt của xin kết nối với doanh nghiệp Sơn ạ. Chưa được vâng. Thì đề nghị doanh nghiệp Viha 3 kết nối trực tiếp với doanh với văn phòng của hiệp hội chúng tôi. Trong cái chat là chắc là tránh văn phòng đã đưa ra cái địa chỉ liên lạc rồi đúng không ạ? Thì xin nhờ thương vụ chia sẻ giúp cho một số những cái nội dung liên quan đến cơ hội thị trường Nga đối với sản phẩm chè và tương ớt. Tôi nghe anh Sơn nói rất rõ. Alo. 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 Tôi nói thì có mọi người có nghe được không ạ? Nghe được anh Sơn ạ, nghe được, nghe rất tốt. Em không nghe thấy tiếng của anh Sơn, em cũng không nghe thấy tiếng của anh Minh ạ. À, rất là. Không nghe thấy không ạ? Có lỗi gì đấy.
Alo, Mạng tôi chỗ đang nói bên anh đây ạ, Sơn đang bật có mic. vẻ là yếu ạ. Có Alo, nghe được tôi không đang ạ? nói đây Có ạ. thể bật mic được không ạ? Tôi đang bật mic và đang nói đây ạ. Alo. Alo, chị Thủy có nghe được không ạ? Alo. Anh Sơn có nghe được tôi nói Có, Sơn nghe rất rõ. À, chắc ở Việt Nam này hình như là đường truyền với Việt Nam với Nga nhưng nó bị tắc hay sao Dạ vâng, nghe thấy rồi anh. nghe thấy rồi. Vâng, xin tôi xin phép được tiếp tục ạ. Đề nghị doanh nghiệp VIA3 liên lạc với văn phòng hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga để được hỗ trợ. Thì tôi cũng nói luôn là đối với tất cả những cái dòng hàng mà chưa được tiếp cận và chưa được tiếp thị tại thị trường Nga này, thì ngoài cái phương cách là tiếp cận với các đối tác tiềm năng qua các hội chợ triển lãm, thì chúng tôi có thể hỗ trợ bằng cách là giới thiệu và quảng bá cái hàng hóa của các bạn qua cái mặt sàn thương mại của chúng tôi tại trung tâm thương mại Hà Nội Moscow. Đề nghị các doanh nghiệp liên lạc trực tiếp với văn phòng hiệp hội để được hỗ trợ. Alo. Vâng, tôi cũng xin bổ sung thêm ý kiến của anh Lê Trường Sơn. Tức là hiện nay ở Moscow thì là Việt Nam mình là có một cái trung tâm thương mại Hà Nội Moscow. Đây là có thể nói là cái trung tâm thương mại của người Việt Nam lớn nhất trên thế giới. Alo. Alo. Dạ vâng ạ. À, nhà có nghe rõ không ạ? Ừ, có nghe thấy anh ạ. À, tức là tiếp lời của anh Lê Trường Sơn thì tôi cũng xin giới thiệu thêm một chút, tức là chỗ công ty Incentra chỗ anh Lê Trường Sơn là sở hữu cái trung tâm thương mại Hà Nội Moscow. Đây là cái trung tâm thương mại Hà Nội của Việt Nam, của người Việt Nam lớn nhất ở trên thế giới. Thì ở trung tâm thương mại này thì có cái một cái mặt sàn thương mại, nên đấy ở đấy có rất nhiều cái cửa hàng giới thiệu rất nhiều cái sản phẩm của Việt Nam, trong đó là rất nhiều sản phẩm chè, cà phê, rồi thực phẩm Việt Nam. Thì các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta có thể muốn xuất khẩu cái hàng hóa sang Việt Nam có thể nhờ Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga và chỗ Lê Trường Sơn làm tay giới thiệu tại trung tâm thương mại Hà Nội Moscow. Thì đây cũng là một cái cách giới thiệu rất là hiệu quả, vì đây là một cái tổ hợp đa chức năng, trong đấy có các trung các cửa hàng bán các sản phẩm thực phẩm của Việt Nam và thực phẩm châu Á, rồi có một chuỗi những cái nhà hàng ẩm thực của Việt Nam, có khoảng hơn 20 cái nhà hàng ở trung tâm thương mại này. Thì là có rất nhiều cái khách hàng người Nga họ là hàng ngày họ đến đấy họ mua sắm, và trung tâm thương mại của chúng ta đây thì cũng là một cái trung tâm phân phối cái sản phẩm Việt Nam cho các chợ rồi các siêu thị nhỏ lẻ khác. Xin hết. Dạ vâng, cảm ơn anh. À, công ty Amay Việt Nam muốn hỏi về yêu cầu kỹ thuật đối với cà phê chế biến cà phê hòa tan vào thị trường Nga. Những cái yêu cầu kỹ thuật và chứng chỉ đối với các sản phẩm rau củ quả tươi, gấp đông và sấy khô nữa ạ. Alo. Sự tất cả hai. Alo. Alo ạ. À, vâng, tôi xin cảm ơn cái câu hỏi của doanh nghiệp. Thì có thể nói thì hiện nay thì là về cái yêu cầu kỹ thuật thì tôi cũng không rõ cái yêu cầu mình hỏi là cái yêu cầu như thế nào, nhưng mà tôi có một số cái ý kiến về cái xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang, cũng như rau củ quả Việt Nam sang Liên bang Nga như thế này. Tức là như tôi trình bày ấy, thì là Việt Nam hiện nay chúng ta là cái nhà xuất khẩu, cái nước xuất khẩu cà phê lớn nhất vào thị trường Nga.
nhưng mà chủ yếu là chúng ta xuất khẩu cái mặt hàng thô thôi, đến gần 99% là xuất khẩu cà phê thô. Còn cái cà phê mà có chế biến, có thương hiệu ấy, thì theo cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Âu thì là cái cà phê chế biến sâu ấy, mà có bao gói dưới 3 kg ấy, thì nay là vẫn chịu thuế. Do đó là có lẽ là các doanh nghiệp chúng ta hiện nay là cũng chưa mặn mà trong việc thúc đẩy xuất khẩu cái cà phê này sang Việt Nam, mặc dù là trong thời gian vừa qua có nhiều doanh nghiệp chúng ta đã có những nỗ lực, ví dụ như cà phê Trung Nguyên, rồi cà phê Mê Trang, rồi Kinh Cà Phê, thì chúng ta đã đưa được một số cái lượng cà phê với số lượng nó tương đối còn khiêm tốn vào các, có thể là các chuỗi siêu thị không phải ở thủ đô Moscow, những cái vùng xa xa đấy, giống như anh Kiên nói là chúng ta có thể đầu tiên nhỏ thì chúng ta đưa vào những vùng xa xa. Còn hiện nay thì cà phê chế biến ở trên thị trường Nga, đặc biệt là thị trường lớn như Moscow, Saint Petersburg thì là chủ yếu là cà phê có thương hiệu của Ý, rồi Đức, rồi Thụy Sĩ. Đây là những nước họ xuất khẩu cà phê chế biến rất là mạnh ở thị trường Nga. Thì đây là một cái điều mà chúng tôi hết sức trăn trở, vì là Việt Nam là cái nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn. Nên trong thời gian vừa qua chúng tôi cũng đã làm việc rất nhiều với tập đoàn Trung Nguyên để làm sao mà có một cái doanh nghiệp lớn của Việt Nam có đủ năng lực có thể là đầu tư chế biến rồi tiêu thụ cà phê Việt Nam tại thị trường Nga. Hiện nay tôi được biết thì tập đoàn Trung Nguyên đã có những bước đi đầu tiên, tức là đầu tiên là giới thiệu cái sản phẩm của mình trên thị trường. Họ cũng đã có cái hệ thống đại lý để tiêu thụ cà phê Trung Nguyên sản xuất tại Việt Nam thị trường, và dần dần tiến tới là sẽ từng bước mà có thể đầu tư sản xuất chế biến cà phê tại Nga. Thì cái tiêu chuẩn cụ thể như thế nào thì là doanh nghiệp có thể là đưa cái yêu cầu cụ thể thì chúng tôi sẽ có cái trả lời sau. Với đối với cái mặt hàng rau củ quả đấy thì cái này thì cũng như thế, đề nghị có cái đề nghị cụ thể có thể là với đến thương vụ chúng tôi hoặc là chỗ anh Thành hoặc là chỗ anh Lê Trường Sơn, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga, thì chúng tôi có cái trả lời cụ thể. Vâng, cảm ơn anh. Cũng liên quan đến hoa quả thì có một doanh nghiệp mình muốn hỏi là cơ hội cho nước ép hoa quả vào Nga thì như thế nào ạ? Có lẽ tôi xin mời anh Lê Trường Sơn, nhờ anh Lê Trường Sơn giải đáp câu hỏi này giúp ạ. Vâng, nói về hoa quả thì nó có hai phần. Một cái mảng đầu tiên là mảng hoa quả đã qua chế biến, sơ chế, ví dụ hoa quả khô chẳng hạn. Thì đấy, như chúng ta cũng đã nói trong cái buổi này, hoa quả là một cái thứ hàng hóa mà nó rất được ưa chuộng và được người ta tiêu thụ từ lâu rồi. Cho nên những cái hàng hóa, nhất là những hoa quả nhiệt đới, thì Việt Nam rất được yêu chuộng tại thị trường này. Thì cái vận chuyển cái hàng ấy thì nó cũng đơn giản thôi, là có thể đi bằng container hoặc là đi đường máy bay tùy. Còn riêng với hoa quả tươi thì chỉ có một cái con đường duy nhất là đi bằng đường hàng không thôi. Theo như chúng tôi được biết, đi đường bộ thì tại vì do cái câu chuyện sơ chế và bảo quản nó rất là khó khăn, đường xa, cho nên là chỉ có đi máy bay thôi. Còn đối với cái yêu cầu của ấy thì họ là những cái giấy tờ nó theo cũng giống như đối với xuất khẩu hàng hóa, có thể còn dễ dàng hơn so với cái việc xuất khẩu hàng hóa hoa quả Việt Nam đi những thị trường khác. Yêu cầu của thị trường Nga nó cũng tương tự như vậy thôi. Vâng, cảm ơn anh Sơn. Có công ty thực phẩm Hữu Nghị muốn hỏi về cơ hội xuất khẩu bánh kẹo sang Nga. Và cũng liên quan đến bánh kẹo thì có công ty Richie muốn hỏi là thị trường Nga thì có, người ta có hảo ngọt hay không? Người ta có thích sô-cô-la không? Người tiêu dùng Nga có thích sô-cô-la không? Và các cái sản phẩm bánh kẹo thì nên đóng gói bao bì như thế nào thì sẽ được tiêu thụ tốt ở thị trường, là loại bao bì cỡ lớn hay là cỡ nhỏ?
Alo. À, về cái xuất khẩu bánh kẹo, đồ ngọt thì tôi thấy là người dân Nga là họ cũng rất là thích ăn ngọt. Tại vì Nga là cái nước có theo đặc điểm khí hậu thì là họ cũng buổi sáng ví dụ họ uống cà phê hoặc là uống nước chè thì bao giờ thì cũng ăn một ít bánh bánh ngọt và kẹo hoặc là sô-cô-la. Sô-cô-la thì nói thêm là nếu mà nói sô-cô-la thì là Nga là một cái nước vừa nhập khẩu vừa xuất khẩu sô-cô-la. Theo cái thông tin mới nhất hiện nay là Nga là một trong 10 nước xuất khẩu sô-cô-la hàng đầu thế giới. Rất nhiều cái thị trường người ta rất thích cái sô-cô-la của Nga, đặc biệt là Trung Quốc. Hiện nay Trung Quốc là thị trường nhập khẩu sô-cô-la Nga lớn nhất. Đấy, thì là còn về cái thị hiếu bao bì đóng gói như thế nào thì có lẽ là cái này chúng tôi mời doanh nghiệp chúng ta là nếu mà muốn xuất khẩu sang thị trường là nên 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 là phải đến thăm thăm thị trường Nga, thăm cái hội chợ triển lãm về cái ngành hàng thực phẩm, chúng ta sẽ thấy họ đóng gói như thế nào, bao bì đóng gói cái sản phẩm kẹo, bánh kẹo của Nga thì chúng tôi thấy là rất là đẹp. Đấy, thì là thường là nó cũng có lẽ là họ đóng gói nó cũng gói nhỏ thôi, gói lớn thì cũng có, nhưng mà phần lớn nó mà để cái hàng cao cấp thì là thường cái gói nó cũng nhỏ tại vì giá nó cao. Đấy, thì tôi khuyên doanh nghiệp là chúng ta muốn xuất khẩu thị trường Nga là chúng ta phải bắt buộc phải sang thăm dự cái hội chợ triển lãm thị trường Nga, chứ không có cách nào khác. Dạ vâng, hy vọng là khi dịch giã ổn chút thì có thể là có những đoàn doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta sang xúc tiến thương mại trực tiếp tại các sự kiện lớn ở thị trường Nga, thì như vậy thì sẽ vừa là có thể là nghiên cứu được trực tiếp về nhu cầu xu hướng thị hiếu của thị trường, và vừa là trực tiếp giới thiệu quảng bá được sản phẩm tới các người tiêu dùng tiềm năng, các nhà nhập khẩu tiềm năng tại Nga, như vậy thì sẽ hiệu quả hơn, đúng không anh? Tôi xin chia sẻ một số cái kinh nghiệm của doanh nghiệp Việt Nam mà tôi có trực tiếp được biết. Đấy, thứ nhất là về cái xuất khẩu thuốc thú y. Đấy, một doanh nghiệp Việt Nam khi mà chúng ta biết là xuất khẩu thuốc thú y đây là một cái sản phẩm nó giống như dược phẩm ấy, muốn xuất khẩu được thì cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên doanh nghiệp này thì họ cũng rất là chủ động tích cực, cử một cái cán bộ xuất nhập khẩu giỏi tiếng Anh đi tham dự các hội chợ triển lãm tại Nga, tại Moscow về thuốc thú y đấy. Rồi ở Trung Đông, ở châu Mỹ, châu Phi, tức là họ chỉ cần đi họ thuê một cái gian hàng bé thôi, không cần phải thuốc gì nhiều, có cái giới thiệu về công ty mình, những cái tờ rơi để giới thiệu. Và dần dần họ đã tiếp cận được thị trường, rất là nhiều thị trường. Đấy, kể thị trường Nga cũng thế. Và trong quá trình thực làm việc với thị trường Nga thì chúng ta thấy là những năm 2014, 2015 thì do cái sự việc Crimea trở về với nước Nga thì là Nga bị các nước phương Tây là cấm vận, nên là gặp rất nhiều khó khăn. Thì giai đoạn bắt đầu thì công ty này xuất khẩu sang Nga thì họ cũng xuất như anh Kiên nói ấy, thì họ lựa chọn cái phương thức là gì? Tức là yêu cầu thanh toán 100%. Đấy, 100% tức là thanh toán TD 100% cho cái lô hàng. Thì mình thì người nào muốn mua hàng mình thì là cũng phải là cái doanh nghiệp phải có uy tín. Họ mua, họ đồng ý trả 100% thì là cho thấy là họ là cái doanh nghiệp, họ mong muốn nhập khẩu cái hàng của mình là cũng là doanh nghiệp là có uy tín. Như thế thì dần dần thì đến năm 2014 thì là thị trường Nga là gặp rất nhiều khó khăn. Doanh nghiệp đấy cũng thế, là họ đồng rúp thì lúc đấy là đang từ 32 rúp một đô la lên đến trên 70 rúp một đô la, tức là mất một nửa giá. Thì doanh nghiệp họ đề nghị doanh nghiệp Việt Nam là bây giờ cho họ trả chậm. Thì doanh nghiệp Việt Nam thì sau nhiều năm làm việc thì thấy là đây là một doanh nghiệp rất có uy tín trên thị trường, thì đồng ý là cho phía bạn là trả chậm, đến bao giờ mà bán tiêu thụ được hàng thì trả. Thì cuối cùng là trong vòng 1-2 năm thì họ cũng bán hết hàng, họ trả tiền. Thì đấy là cái câu chuyện là làm sao mà kết nối thị trường rất là tốt. Cái mặt hàng thứ hai là cái năm 2020 ấy, tôi nói về cái mặt hàng bưởi. Thì bưởi là bưởi da xanh của Việt Nam là cái mặt hàng có giá rất là ngon, có giá trị cao, mà ở trên thị trường Nga thì hầu như là không thể vào được thị trường, tại vì thị trường Nga phần lớn là cái bưởi có xuất xứ từ Trung Quốc, giá rất rẻ, nó chỉ bằng khoảng 1/10 cái giá của bưởi da xanh thôi. Tất nhiên là nó cũng không thể về chất lượng, về cái độ ngọt, độ ngon thì nó không thể so sánh bưởi da xanh, nhưng mà vì bưởi của Việt Nam giá nó quá cao đi nên là rất khó vào thị trường. Tuy nhiên năm 2020 thì do có một đợt nữa là hàng Trung Quốc
do vì chất lượng nó không đáp ứng yêu cầu nên là cũng bị hạn chế xuất khẩu sang Nga. Thì một số doanh nghiệp Nga họ cũng liên lạc với chúng tôi, họ đề nghị là chúng tôi giới thiệu doanh nghiệp Việt Nam. Thì chúng tôi cũng giới thiệu thì là đã có một số doanh nghiệp đã đưa được cái bưởi da xanh vào cái chuỗi siêu thị, chuỗi bán cái hàng cao cấp của Nga đấy. Thì một quả bưởi chúng ta bán là khoảng 10 đô la thì cũng có người mua. À, đấy là chúng tôi xin chia sẻ hai cái câu chuyện về cái đưa cái hàng vào ở Liên bang Nga. Vâng, cảm ơn chia sẻ của anh Minh. Điều đó là thể hiện cái nỗ lực và cái sự chủ động rất là cao của doanh nghiệp. Không chỉ là câu chuyện về nghiên cứu thị trường mà doanh nghiệp còn rất là năng động trong cái việc là lăn lộn để xúc tiến và tiếp xúc với các khách hàng tại Nga để trao bán sản phẩm. Thì như vậy thì cũng phải kiên trì theo đuổi mới đạt được cái mục tiêu của doanh nghiệp. Sau đây thì xin nhờ thương vụ và các anh diễn giả phía Nga chia sẻ giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng gạo của Việt Nam. Các cái sản phẩm từ gạo bao gồm là gạo lứt này, rồi bánh tráng, bún miến, trà, bún miến, phở, khô. Đó. Thì những cái mặt hàng như này thì cơ hội tại thị trường Nga là như thế nào ạ? Và doanh nghiệp thì... Tôi mời anh Dương Chí Kiên, tập đoàn Golden Age Group. Anh Kiên là một doanh nghiệp của anh Kiên là một trong những công ty nhập khẩu gạo lớn tại thị trường Nga. Mời anh Kiên. Theo cái thông tin mà chúng tôi luôn luôn theo dõi và trong quá trình làm việc khoảng 15-20 năm về kinh doanh gạo rồi á, thì tình hình là thế này, tức là gạo thì nước Nga mỗi năm nhập khoảng 150-200 nghìn tấn gạo vào Nga. Vì sao? Vì nước Nga không có cái loại gạo dài, hạt gạo dài, và nước Nga thì cái thành phần dân cư của Nga rất là đông. Họ dùng gạo cũng được sử dụng trong việc nấu cháo, nấu cơm, nhập cơm rang, rồi là cơm của họ thì họ không ăn gạo như mình, cái phần lớn họ cũng không biết nấu gạo nữa, gạo phải là gạo đồ vậy. Quay có hết, tức là gạo đồ khi mà nấu xong thì nó tơi ra trên dính, họ không biết, và thành ra là thực ra cái trong 150-200 ngàn tấn này thì phải đến 2/3, chắc là 230 ngàn tấn đã là gạo đồ rồi. Và gạo đồ thì ngày xưa ở Việt Nam mình chưa sản xuất, thì có hai công ty làm, một cái công ty ở Long An, rồi có một tập đoàn lớn về thủy sản cũng đã có thời gian mở ra một cái lĩnh vực gạo đồ, nhưng cuối cùng cũng không được, chắc đâu vì vùng nguyên liệu hay gì đấy. Thế thì gạo thì nước Nga nó cần gạo như vậy, nhưng mà họ ăn gạo ấy thì nếu nói phần lớn ấy là họ ăn cái gạo mà Việt Nam mình bây giờ không ăn. Việt Nam mình sản xuất nhiều, xong rồi xuất đại trà theo các cái chương trình của Liên Hợp Quốc, hay là bán sang Philippines, hay bán những nơi nước nào châu Phi thôi. Thì Nga bây giờ là họ đang ăn cái gạo rẻ như vậy. Để nhập khẩu gạo ấy, thì ngày xưa là cần phải có giấy phép của cơ quan kiểm dịch Roskomnadzor, bây giờ họ bỏ rồi thì để nhập gạo thì mình phải có từ Nga đi mà nhập sang Việt Nam, từ Việt Nam sang Nga thì phải có giấy phép của một công ty là ICT đấy. Thế nếu mà mình nói về một công ty ICT thì khi một tấn gạo xuất sang ấy, thì dù có 25 tấn hay là 250 tấn ấy, họ cũng đều đo một cái giấy là chứng chỉ chất lượng như này, và họ lấy một đô một cái giấy như vậy. Thành ra khi mà mình nhập một tấn gạo nếp, một tấn gạo thơm, một tấn gạo lứt sang ấy, thì mình cũng phải tính cái chi phí đấy, như vậy 40 đô cho một tấn rồi. Thế thì gạo thời gian cuối của Việt Nam ấy, là nước Việt Nam mình mặc dù có cái ưu đãi thuế quan và không mất thuế cho 10.000 tấn gạo vào Nga và Belarus, nhưng mình không sử dụng được vì do vận tải và do cái giá ở Việt Nam rất là cao so với Ấn Độ. Thành ra trong 2 năm vừa rồi thì tất cả gạo từ Việt Nam từ vào Nga phần lớn là Ấn Độ. Bây giờ đấy là nói về gạo đại trà. Nếu nói về gạo các gạo loại khác ấy, thì ở đây có cả gạo Ý cũng có, cái gạo hạt to để làm risotto, một cái món ăn của Ý. Có gạo của
có gạo của Nhật Bản. Thực ra gạo của Nhật Bản thì cũng có một số gạo xuất bởi công ty, một công ty là An Bình, tức là Nhật Bản họ đã sang kết hợp với công ty Việt Nam, họ đã trồng gạo sushi và cũng đã xuất sang thế giới, trong đấy có Việt Nam. Thế thì những cái lượng gạo này thì nó khá là ít, vì cái gạo mà người Nga có thể ăn nhiều nhất đấy là cái gạo giống sushi, thì nước Nga hiện nay họ trồng được rất nhiều và cái lượng cái gạo của họ giống như gạo tròn của mình ấy, gạo dẻo, và người Việt hay là trộn gạo Thái với gạo dẻo thì tạo thành cái cơm cũng rất ngon. Thì họ bản thân họ nước sản xuất gạo rất lớn và họ xuất gạo sang Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ rất nhiều. Thế thì khi mình nói đến gạo lứt thì hay là những cái loại gạo nhỏ như vậy, như vậy mà số lượng nhỏ thì mình dành cho một cái người, một cái lĩnh vực người tiêu thụ khá là hẹp, đấy là người châu Á của mình, người châu Á, người Trung Quốc hay là một số, tức là ít thôi. Thì nếu mà nói về gạo sấy thì là quên gạo hay ăn gạo jasmine, tức là gạo thơm, họ là thơm nhất đấy. Thì thực ra là cái gạo này là rất là Việt Nam mình đã đi chậm so với Thái Lan, khi mà bao nhiêu năm ấy, thì cái gạo jasmine của Thái Lan đã chiếm lĩnh thị trường thế giới, không những ở Nga mà ở tất cả các nước trên thế giới. Thực ra thì gạo Thái Lan, gạo thơm của Thái Lan ấy là một năm họ làm có một mùa thôi, rồi họ có kỹ thuật bảo quản rồi sản xuất khẩu nữa, thì cái gạo thơm của mình là rất khó. Nếu mà nói gạo lứt thì đúng, gạo lứt có thể đưa sang được, và qua các hệ thống cửa hàng có thể đưa vào được, coi như là một cái loại gạo đặc biệt. Cái gạo này mình cũng có thể làm được, và khi làm thì thực ra là ở nước Nga hiện nay, nếu mà nói về nhập khẩu gạo và đóng gói để mà xuất để mà đưa ra cửa hàng thì cũng chỉ có 5-6 công ty thôi, tại vì nó là một cái lĩnh vực khá là đặc biệt. Thì nếu mà các bạn muốn bán cái gạo như vậy thì có thể liên hệ với công ty chúng tôi, hoặc là liên hệ với các công ty mà chuyên nhập gạo cho hệ thống người nhà hàng, hoặc là cho tiêu thụ qua hệ thống người Việt. Ở đấy thì có rất nhiều người hiện nay cũng đang ăn gạo lứt. Rồi nước Nga ấy, quay lại câu ý kiến của anh Nam bên cục công nghệ sản xuất gì đấy, là cái organic hiện nay cũng đang rất là phát triển ở Nga, rất là phát triển, đấy là một cái kênh riêng mình phải đi từ từ, và cái đấy nó đang rất phát triển, giá bán thì rất là cao, và họ cái số lượng người ăn chay ở Nga cũng đang rất là tăng, có hệ thống cửa hàng chuyên bán đồ chay, có hệ thống nhà hàng chuyên bán các món ăn chay. Nhưng các món ăn chay thì nó đặc điểm của nó là giá thành có thể khá cao, nhưng mà ý nói là tất cả những cái đấy cũng đang rất là phát triển. Đồng thời ở Nga có những công ty, họ bây giờ có những công ty rất lớn, họ làm cái gì, họ đưa cho một cái người tiêu thụ là ông ý là ông đang 100 cân, tôi sẽ đưa cho ông thức ăn 6 tháng. Mỗi tháng là ông cứ mở một gói ra ăn cho tôi, thì sau 6 tháng ông sẽ được như này. Ông tập thể dục, ông chạy thêm tí. Thế là tức là thực ra ngay cả những kênh như thế, thì cái số lượng mà các doanh nghiệp Việt Nam mình đưa hàng vào, 1, 2 container, 3, 4 container là mình vẫn tiêu thụ được. Cái vấn đề ở đây là mình hiểu một tí về yêu cầu, và tìm được một số các đối tác mà họ đúng là đi theo những cái ngạch gạo mà ngạch chuyên nghiệp của mình như vậy. Đấy, tóm lại là kênh tiêu thụ của người châu Á, kênh tiêu thụ của các công ty Tây là chuyên về những cái vấn đề thực phẩm sạch, ăn chay hoặc là giữ gìn sức khỏe. Và xin cảm ơn câu hỏi của nhà đại biểu. Vâng, cảm ơn anh. Doanh nghiệp nào có nhu cầu tương tác hoặc là chia sẻ trực tiếp với các diễn giả của chúng tôi không ạ? Thì các anh chị có thể tiếp tục giơ tay ạ. Ban tổ chức thì có nhận được một câu hỏi ở trong nhóm chat của chương trình. Một số báo chí nước ngoài
và trong nước có đề cập đến việc Mỹ và các nước đồng minh áp dụng trừng phạt Nga bằng cách bỏ các ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống thanh toán SWIFT toàn cầu. Vậy đề nghị thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga thông tin thêm vấn đề này và cách xử lý vấn đề thanh toán giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nga. Câu hỏi đến từ một anh chị tên là Trung Hoàng ạ. Alo. Dạ. Vâng, tôi thì thực ra cái vấn đề này chúng ta cũng chỉ đọc ở trên báo chí thôi. Tức là cứ mỗi lần mà có cái vấn đề này, vấn đề kia, có cái cuộc gặp giữa các lãnh đạo cấp cao của Nga với Mỹ chẳng hạn, thì là phía Mỹ lại đưa ra một cái số ý kiến thế này kia nọ, ví dụ như là đưa Nga ra khỏi hệ thống thanh toán SWIFT. Thì hệ thống thanh toán này thực chất là nó là một cái kênh để mã hóa cái chuyển tiền thôi. Thực ra là nó cũng là cái kênh gọi là gì nhỉ? Chúng ta gọi là nó là cái, nó làm dịch vụ. Tức là nó, nếu mà không cho Nga tham gia vào đấy thì ông cũng không thể thu được tiền của phía Nga. Mà đây cái tiền này nó rất là lớn. Mà thực chất là chúng ta nghe rất nhiều lần rồi nhưng mà chưa bao giờ thấy là có là đưa Nga ra khỏi cái hệ thống này cả. Nên có lẽ là cũng này cũng là những cái vấn đề liên quan tới chính trị thôi. Nên là chúng ta thôi thì làm kinh doanh chúng ta chờ, chứ còn về đang nghe ta biết thế có thế thôi. Nhưng mà còn từ trước đến giờ thì theo tôi hiểu thì là cái thanh toán giữa Việt Nam và Liên bang Nga thì cũng hiện nay là nếu mà thanh toán cho những cái hàng hóa thông thường thì không có vấn đề gì cả. Thì cái này thì mời anh Kiên trao đổi thêm. Thực ra thì như đợt viếng thăm của chủ tịch nước Việt Nam mới đây thì chủ tịch cũng đã đưa ý kiến là kinh doanh số 6-7 tỷ giữa Việt Nam với Nga nó rất là thấp và cần phải tăng trưởng lên nữa. Thế thì thực ra thì nếu mà gọi là đến lúc mà khó khăn lắm thì đấy thì chúng ta gọi là làm hình thức đổi hàng, tại vì thương mại giữa hai nước ấy nó cũng rõ rồi, tức là cộng trừ nhân chia thì bên này xuất sang bao nhiêu, bên này xuất sang bao nhiêu, thì tôi nghĩ là giữa hai ngân hàng hai nước hoặc là các doanh nghiệp ấy, hoặc là Bộ Tài chính cũng sẽ nghĩ ra thôi. Tức là thực ra thì cái này thì khi mà các thông tin này nó lên đến báo chí rồi ấy, thì rõ ràng là chính phủ Nga ấy là người ta đã tính trước khoảng 5 đến 10 bước rồi, tôi nghĩ vậy. Thành ra chúng ta không phải lo. Đồng thời là không những mà gọi là chúng ta không phải lo vì còn Ấn Độ, vì còn Trung Quốc, vì còn châu Âu, vì còn ba nước ấy, người ta sẽ thiệt hại hơn nhiều so với chúng ta. Và Nga cũng đã nói rõ ràng là vì là Nga là nước lớn, bất kỳ một cái cấm vận nào ấy, thì sẽ thiệt cho cả cái người mà cấm Nga chứ không của Nga. Thành ra chắc là đây cũng chỉ là một cái vấn đề để mà nói để gọi là nói mà rõ nhau thôi. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai là vì thực ra thì như tôi vừa nay nói chuyện mua gạo đấy, tức là tôi mua gạo hiện nay tôi mua bằng rupee. Tức là thực ra là công ty tôi là mua rupee, xong rồi là cái tiền rupee đấy lại trả cái tiền tôi mua gạo nó không chạy sang Ấn Độ mà nó được trả ngay vào ngân hàng VTB. Và sau khi ngân hàng VTB nhận được tiền của tôi thì ngân hàng đấy nói là nước Nga đã nhận được từng này nợ của Ấn Độ, đề nghị là Ấn Độ coi như là đúng cái số tiền đấy trừ đi khoảng 6-7% gì đấy trả cho cái công ty mà bán gạo cho tôi. Thế hóa ra là vì tôi thực ra là hóa ra trong quá trình mà tôi kinh doanh về gạo với Ấn Độ mấy năm vừa rồi ấy, là tiền không chạy qua mà gạo chạy sang Nga cho tôi lại trả tiền cho Nga. Cuối cùng là cái lượng gạo đấy, là nếu mà nói về thực tế về cán cân thương mại thì là Ấn Độ mỗi lần đưa gạo sang đây là Ấn Độ đã trả tiền nợ cho Nga rồi, mua vũ khí, mua tài nguyên dầu mỏ gì đấy. Thì ngay cái sơ đồ đấy tôi cũng rất là mong muốn là Bộ Thương mại cùng với Bộ Tài chính là thực hiện được một cái cơ chế như vậy trong tương lai ấy, thì sẽ làm được hai việc là bản thân các bạn Nga sẽ càng đẩy mạnh cái việc nhập khẩu hàng của chúng ta, thì khi chúng ta càng nhập nhiều hàng vào thì chúng ta lại trả được những cái nợ của họ,
trả được nợ của họ, thì có thể những cái hàng hóa chiến lược, không chiến lược hay gì đấy của Nga họ lại tiếp tục bán cho chúng ta. Đấy, đấy cũng là một cái cách gọi là cung ngắn, một cái cách bình thường nếu mà chúng ta sẽ thanh toán được với Nga qua cái phương án đấy, và nhờ những doanh nghiệp Việt Nam cũng như là nhờ chúng tôi hay là những công ty Nga bên này làm được sơ đồ đấy, thì chúng ta vừa có hàng vừa được có một cái chiết khấu, vì mỗi lần mà giữa hai nước thanh toán với nhau thì mọi người đều cho chúng ta cái chiết khấu 4, 5, 6, 7% so với cái chúng ta mua bình thường. Và chính cái 4, 5, 6% đấy chính là cái lợi thế của chúng ta trước các mặt hàng cà phê, chè, hạt điều rồi là thủy hải sản đối với các cái nước xuất khẩu khác vào Nga. Thế thì tôi nghĩ là đối với doanh nghiệp chúng ta tóm lại thì chúng ta không phải lo về vấn đề bị cắt hay là bị gì đâu. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, cảm ơn phần trao đổi của anh Kiên ạ. Như vậy là các doanh nghiệp đã rất là rõ và có thể là yên tâm thực hiện các giao dịch với phía Nga và các cái vấn đề về thanh toán. Có một câu hỏi tiếp theo đến từ công ty Tuấn Đạt. Công ty đặt câu hỏi về vấn đề trợ giúp pháp lý đối với hợp đồng khi xuất khẩu sang Nga. Nếu có trường hợp liên quan đến vi phạm hợp đồng như là bỏ hàng, không thanh toán, thì trường hợp này xảy ra, phía các doanh nghiệp Việt Nam liên hệ đến bên nào để được hỗ trợ tư vấn ạ? Đề nghị chị hỏi nêu lại tí ạ. Vâng, công ty nông nghiệp Tuấn Đạt muốn hỏi về vấn đề trợ giúp pháp lý và hợp đồng khi xuất khẩu hàng sang Nga. Nếu có trường hợp liên quan đến vi phạm hợp đồng như là bỏ hàng, không thanh toán, thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ cần liên hệ đến bên nào để được hỗ trợ tư vấn? Tức là câu hỏi này ý nói là khi mà doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với các doanh nghiệp tại Nga, nhưng doanh nghiệp tại Nga mà vi phạm hợp đồng, bỏ hàng rồi không thanh toán ấy, thì doanh nghiệp Việt Nam mới cần trợ giúp liên hệ tới đâu để được? Chào chị, cho tôi xin phép được trả lời câu hỏi này ạ. Dạ, vâng, cảm ơn. Thì thứ nhất ấy là như tôi vừa nói là những công hàng đầu tiên là chưa xác định được cái độ tin cậy của đối tác ấy, thì ít nhất ấy là thứ nhất là chúng ta bán tốt để tránh cái giá trị hàng và chi phí nó tăng lên, trách nhiệm nó ít đi. Thứ hai là khi mà chúng ta bán tốt ấy, thì ít nhất cái tiền mà chúng ta đặt cọc ấy, bắt các công ty Nga đặt cọc ấy, ít nhất chúng ta cũng phải biết được cước tàu nó bao nhiêu, cộng với chi phí ở cảng bao nhiêu. Thế thường ấy, nếu mà hàng chúng đắt tiền ấy, thì nó dễ, hàng mà rẻ tiền cũng là khó hơn thật đấy. Tại vì những hàng rẻ tiền chúng ta đắt, người ta đặt cọc đến 70-80% mà, tại vì cước tàu bây giờ nó tăng mà. Nhưng mà cái chuẩn nhất ấy là chúng ta làm thế nào để chúng ta xác định được là nếu trong trường hợp khó khăn nhất ấy, thì cái tiền đặt cọc cũng đủ chúng ta kéo công về, cộng với một số các cái chi phí cảng phí để kéo về. Đấy. Thế còn thực ra trong trường hợp mà kiện họ thì khó lắm, kiện nói chung kiện nước Nga thì đúng là rất khó, họ theo kiện mình được nhưng mình kiện họ thì rất khó, chi phí còn hơn nhiều. Đây trong điều kiện thực tế không kiện được, mà kiện xong thì cái công ty của họ ấy, sẽ là một công ty mà vốn nó chỉ có 100 đô thôi, ông giám đốc thì lương chỉ có 300 đô thôi, mà ông đấy thì con phải như con, thành ra là nếu kiện xong thì chúng ta mỗi tháng chúng ta chỉ nhận được của ông đấy khoảng độ 5 đô. Tại vì không ai bắt ông không nuôi con cả, ông ấy từ cái tiền trừ nuôi con nuôi tiết ra rồi các kiểu thì ông ấy mới trả được cho mình, kể cả mà trách nhiệm, không phải trách nhiệm công ty thì không lấy được gì rồi, còn trách nhiệm của giám đốc thì nữa, thì giám đốc thì lương chỉ có 300 đô, ông nuôi con hết 250, ông ăn hết 40, tức là một tháng ông đưa cho mình 10 đô, không có nghĩa lý gì cả, thành ra là chỉ có tự thân lo mình cho mình thôi, là đặt những cái tiền đặt cọc để TP trước ấy, để đưa tiền sang, ít nhất nó phải hoặc là nó thanh toán được bao được cả cái chi phí mà hàng về hoặc là một nửa. Đấy, cái đấy là thứ nhất. Tiếp theo là cái này, khi mà bạn bán hàng cho anh một nước khác ấy, thì bạn đừng bán cho một người, bạn phải bán cho 2-3 người, bạn phải biết được cái thị trường đấy như nào. Thế bây giờ hàng sang ấy, một cái ông A ông từ chối thì bạn phải biết là ông B ông có thể mua, và ấy, khi mà bạn ấy đã nhận được cái tiền đặt cọc của cái ông A rồi ấy, thì bạn làm discount cho cái ông B ấy, cũng là một công hàng đúng không, giá cả thị trường như thế, tự nhiên bạn lại nhận được 5.000 đô của một cái ông A rồi, mà ông A ông chạy mất, thì bây giờ bạn lấy cái 5.000 đô đấy bạn làm discount cho cái ông B, thì ông B ông tử tế thì ông sẽ nhận thôi.
Vấn đề là làm thế nào để chúng ta có thể không cẩn thận trong các cái vấn đề thực hiện làm giấy tờ, làm bill, làm các cái certificate, rồi làm các cái giấy tờ xuất xứ hay gì gì đấy, chất lượng gì đấy, để chúng ta có thể làm nhanh được cái vấn đề thay đổi được cái công sai nghi. Trong trường hợp đấy thì chúng ta sẽ không mất gì cả. Đấy, tóm lại là khi mang sang thị trường thì đừng có tin quá vào một công ty, và bước đầu thì phải bắt họ trả tiền. Nếu không được thì chúng ta sẽ cố gắng đưa cho các doanh nghiệp khác, kể cả là cầu cứu hoặc là nói chuyện với các thương vụ nhanh nhất, kể cả là nói chuyện với hội doanh nghiệp Việt Nam như anh Sơn hay là như tôi, thì anh em sẽ xuống tay vào, bảo là cái hàng này nếu mà hít sau bao nhiêu thì mình nhập, mình lấy ra, mình bán hộ hoặc là mình bán từ từ hay thế nào đấy giải quyết được. Tóm lại là thì tôi nghĩ là nước Nga ấy là cũng là 150 triệu người, một công hàng có gì đi nữa mà lấy được ra rồi thế nào ta cũng bán được, miễn là cái hàng đấy nó không quá bị cấp, không phải là hàng gọi là rau quả tươi hay là hàng gì mà nó bị nhanh hỏng thì cũng đều giải quyết được. Đấy, và cái cách giải quyết là chúng ta giải quyết như vậy: một là lo cho mình, hai là tìm người tìm các công ty khác sẵn sàng mua với discount, ba là có thể là coi như là dựa vào hội doanh nghiệp Việt Nam ở đây hay là anh Linh để chúng tôi nhập hộ, và chúng tôi giữ ít nhất là nó không bị chi phí rất là nhiều cả, tại vì trong lúc mà chưa giải quyết được ấy thì cái tiền chi phí cả cũng chẳng bỏ mang về, cũng chẳng bỏ mang ra nữa rồi. Đấy, thì chúng ta cứ đeo theo từng bước như vậy mà làm. Vâng, cảm ơn những chia sẻ rất là thiết thực của anh Kiên cũng như là vâng, tôi xin thêm một cái ý kiến nhỏ nữa thôi, tức là anh Kiên thì nói rất rõ rồi, nên là chúng tôi cũng đề nghị các doanh nghiệp ta trước khi mà tìm hiểu doanh nghiệp bạn ấy ký hợp đồng ấy, thì tại ở Nga này có rất nhiều doanh nghiệp mà họ thì đăng ký là chỉ có mất 10.000 rúp, tức là 140 đô thôi, nên là chúng ta khi tìm kiếm doanh nghiệp chúng ta không nên quá tin vào những cái gì họ giới thiệu trên mạng internet, tại bây giờ thì nếu mà tin quá thì cũng sẽ rất là khó khăn khi mà ta đặt bút ký hợp đồng rồi, và hơn nữa là ta lại chuyển hàng đi rồi mà lúc sau này gặp khó khăn thì rất là sẽ khó xử lý. Do đó thứ nhất là ta phải tìm hiểu rất là kỹ, tại vì ở Nga này cũng có nhiều cái hệ thống mà có thể giúp chúng ta trên mạng, nó giúp chúng ta có thể là trước mắt là tìm hiểu sơ bộ về doanh nghiệp đấy, là thứ nhất có đăng ký hay không, doanh nghiệp có uy tín hay không, thì cái này hoạt động như thế nào thì chúng ta có thể tìm hiểu trên mạng internet được. Cái thứ hai là khi gặp vấn đề vướng mắc về pháp lý thì chúng ta có thể trao đổi với thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga hoặc là với Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga, thì chúng tôi sẽ cùng phối hợp cùng với chỗ anh Lê Trường Sơn hoặc là anh Kiên, thì chúng ta tìm cái phương pháp để xử lý, cái cách thức để xử lý cái vấn đề. Thì thực tế là chúng tôi cũng đã có, anh em thì khi có vấn đề nào rắc rối do doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang đây gặp cái vấn đề, chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với nhau để tìm cái cách mà hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp. Vâng, cảm ơn hỗ trợ từ thương vụ ạ. Tổng công ty Đức Giang thì muốn đặt câu hỏi liên quan đến lĩnh vực dệt may. Từ giữa năm 2021 thì tình hình dịch bệnh của Nga phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp Nga, đặc biệt là mặt hàng may mặc. Vậy dự báo về tình hình thị trường dệt may Nga trong năm 2022 như thế nào ạ? Vừa qua thì là mặc dù là sau cái mặc dù là có thị trường Nga thì cũng có gặp nhiều cái khó khăn do dịch bệnh Covid, tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái theo thống kê rồi cái số liệu thực tế thì là cái tăng trưởng kinh tế của Liên bang Nga trong năm gần đây là rất tốt, đặc biệt là năm 2021 này thì dự kiến là kinh tế Nga sẽ tăng là khoảng 4,6% so với năm 2020, và các năm tiếp theo thì cũng sẽ tăng từ khoảng 3% một năm. Và theo cái thống kê mới nhất về xuất nhập khẩu ấy, thì là cái kim ngạch nhập khẩu của Nga trong 10 tháng ấy, thì nó cũng tăng khoảng 20% so với 10 tháng của năm 2020. Do đó tôi thấy là cái thị trường xuất khẩu hàng dệt may ấy, thì thị trường hàng dệt may của Nga thì
theo dự đoán của đánh giá của thương vụ thì trong năm tới thì nó vẫn sẽ vẫn phát triển. Và cái quan trọng là chúng ta phải tìm được cái, những cái khách hàng, những cái đối tác tin cậy để chúng ta kết hợp. Thì tôi thấy là trong thời gian vừa qua thì là cậu tổng ty May Đức Giang ấy, thì cũng có sự phối hợp chặt chẽ với thương vụ. Thì thương vụ cũng đã phối hợp cùng với tổng ty và làm việc với một số đối tác của Nga. Và theo tôi được biết thì là cái xuất khẩu hàng dệt may của Đức Giang sang Nga thời gian vừa qua phát triển cũng rất là khá. Vâng, cảm ơn anh. Thời gian phiên tư vấn của chúng ta thì đã kéo khá dài so với kế hoạch dự kiến. Một số diễn giả của chúng ta ở Nga thì bây giờ theo múi giờ thì chắc là cũng sắp đến đêm khuya rồi. Nên mà trong chương trình thì chúng ta cũng sẽ còn những cái phiên tư vấn riêng để dành riêng cho các doanh nghiệp đã đăng ký với ban tổ chức để hỗ trợ giải quyết những cái vấn đề rất là vi mô, li ti mô của doanh nghiệp ạ. Nên là tôi xin phép là được gửi đến thương vụ và các diễn giả một câu hỏi cuối cùng liên quan đến lĩnh vực thủ công mỹ nghệ. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Artexport thì muốn hỏi về tiềm năng thị trường Nga đối với các mặt hàng sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam. Những cái mặt hàng như thế nào thì sẽ có cái cơ hội để phát triển với thị trường Nga trong thời gian tới ạ? Người có những yêu cầu quy định gì, những cái thủ tục gì đặc biệt cần thiết cho các nhóm hàng này không? Có lẽ tôi xin mời anh Lê Trường Sơn, người có ở Nga rất lâu năm, có thể giới thiệu cho doanh nghiệp một số đôi nét về cái thị trường hàng thủ công mỹ nghệ tại Nga. Vâng, xin cảm ơn anh Minh, cảm ơn chị Thủy. Riêng về cái mặt hàng thủ công mỹ nghệ thì như chúng tôi được quan sát thấy là đấy là một cái mảng hàng truyền thống được nhập khẩu từ Việt Nam vào cái thị trường Liên Xô cũ và thị trường Nga. Đến bây giờ cái vị thế của cái thị hàng thủ công mỹ nghệ vẫn rất là tốt. Thế thì chúng ta có thể nhìn rõ được hơn ấy, với ở đây có mấy cái phân khúc khác nhau. Ví dụ như là với cái hàng thủ công mỹ nghệ là những cái đồ souvenir thì nó là một cái câu chuyện có thể nói là rất là dài, rất là rộng. Tại vì cái là nó đòi hỏi cái yêu cầu chúng ta cần phải làm thị trường rất là kỹ và hiểu rõ được từng cái sản phẩm một như thế nào. Thì cái đấy tôi cũng xin phép chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi về cái phân khúc này. Thế còn có một cái mảng mà tôi thấy là có rất nhiều dư địa là cái và chúng ta nhìn thấy được luôn đấy là cái hàng thủ công mỹ nghệ nó liên quan đến cái hàng gia dụng. Đồ gia dụng nhất là đồ mây che đan rồi những cái thứ làm thủ công từ Việt Nam, nhưng mà nó là những cái thứ hàng mà gọi là nhu cầu thiết yếu, công nghệ phẩm hay những đồ gia dụng thì nó rất là tốt. Rất là tốt. Thế thì ở đây chỉ có một cái câu chuyện đấy là nếu mà nói về cái chiến lược phát triển của doanh nghiệp, tôi cũng đã nói trước đây cụ thể như thế nào về cái cách tiếp thị cũng như là xây dựng cái hệ thống phân phối sản phẩm ở đây. Thì văn phòng hiệp hội chúng tôi với doanh nghiệp đồng nghiệp và trung tâm thương mại ở Moscow sẵn sàng hỗ trợ các bạn trong cái chiến lược của các bạn từng bước một. Thì tôi cũng mong là trong cái sau cái buổi họp hôm nay ấy, thì cũng sẽ nhận được cái hồi âm từ phía doanh nghiệp để chúng tôi có thể phối hợp trực tiếp đến những cái câu chuyện phát triển cái mảng hàng của các bạn như thế nào. Ở đây chúng tôi ở ngay trong cái cửa hàng Việt Hau là đã có một cái showroom và bán hàng, hiện nay phân phối đã, chúng tôi đánh giá là khoảng 200 mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất xứ từ Việt Nam. Thì các bạn đồng nghiệp của chúng tôi đây là có kinh nghiệm và có hiểu biết rõ ràng về cái nhất là về cái mảng hàng gia dụng thủ công mỹ nghệ. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn sự chia sẻ hỗ trợ của anh Sơn. Thưa quý vị, như vậy thì trong cái phiên toàn thể của tư vấn xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga, chúng ta đã được lắng nghe anh Dương Hoàng Minh, tham tán thương mại thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga, đã thông tin rất là rõ một cái bức tranh tổng thể về thị trường Liên bang Nga đối với một số những nhóm mặt hàng xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam. Chúng ta cũng đã hiểu thêm về thị trường Viễn Đông thông qua phần chia sẻ của anh Nguyễn Hồng Thành, lãnh sự trưởng chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Viễn Đông Liên bang Nga. Và thông qua cái phần tham luận của anh Đỗ Quốc Việt, chủ tịch hội người Việt tại Primori, kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Port Franco, chúng ta cũng đã biết thêm những cái vấn đề về vận chuyển thông quan hàng Việt Nam qua Vladivostok rồi đến các cái thị trường lớn của Nga và các nước Đông Âu, những cái cơ hội khả thi trong cái bối cảnh mới.
Với cái phần phát biểu của anh Đàm Anh Tuấn, CEO công ty trách nhiệm hữu hạn Volga ở thành phố Kazan, vùng Privolsky, cũng là người đồng sở hữu chuỗi nhà hàng franchise Việt Nam Sài Gòn chợ, thì chúng ta đã có được những cái thông tin về tình hình phát triển ẩm thực Việt Nam tại Nga, nhu cầu thị hiếu của người dân Nga đối với thực phẩm châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Anh Trương Dương Thị Kiên, chủ tịch công ty Golden A Group, cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin thực tiễn thú vị về tình hình nhập khẩu hàng nông thủy sản Việt Nam vào Liên bang Nga, những cái yêu cầu về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch, thủ tục nhập khẩu rồi thanh toán, lựa chọn phương án logistics là những cái vấn đề rất là nóng mà rất nhiều doanh nghiệp nông sản thực phẩm Việt Nam muốn phát triển kinh doanh với thị trường Nga quan tâm. Chúng ta cũng đã được nghe anh Lê Trường Sơn, chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty Intensa, chia sẻ về các kênh tiêu thụ hàng hóa trên thị trường tại Nga và gợi mở cho các cái doanh nghiệp Việt Nam chúng ta những cái hướng đi rất là thiết thực và cụ thể cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thay mặt ban tổ chức Cục Xúc tiến Thương mại, chúng tôi xin chân thành cảm ơn thương vụ Việt Nam tại Liên bang Nga cùng đại diện các diễn giả đến từ các cái hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga, Hội Người Việt tại Primori và đại diện lãnh đạo của các doanh nghiệp tại Nga đã chia sẻ tới phiên tư vấn ngày hôm nay rất nhiều những thông tin, tình hình cập nhật và những kinh nghiệm rất là giá trị và xương máu của các anh tại thị trường bản địa để giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam của chúng tôi có những cái định hướng rõ ràng trong tương lai để làm sao mà phát triển được kinh doanh hiệu quả với thị trường Nga. Ban tổ chức cũng xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đại biểu từ các cơ quan doanh nghiệp đã dành thời gian quý báu của quý vị để tham dự chương trình phiên tư vấn này. Và xin kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc và bình an, và rất là mong tiếp tục được nhận được sự ủng hộ của quý vị đối với các chương trình sự kiện xúc tiến thương mại của cục của chúng tôi trong thời gian tới. Và sau đây thì xin phép là được kết thúc phiên toàn thể xuất khẩu tư vấn xuất khẩu sang thị trường Liên bang Nga ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.